Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư điệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho chúng con suy nghĩ đúng chánh pháp, nói đúng chánh pháp và làm đúng chánh pháp. Kính thưa chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử là thiền sinh cũng khóa tu thiền tập lần thứ năm của chùa Pháp Tạng. Hôm nay chúng ta cũng hết sức là hân hạnh được đón tiếp cư sĩ Chân Tính Toàn đến từ Pháp Quốc. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Xin giới thiệu với toàn thể quý vị thì cư sĩ Chân Tính Toàn đã trải qua gần 20 năm nghiên cứu kinh điển, đặc biệt là kinh điển Pali, nên có những cái công trình nghiên cứu về kinh điển Pali, ví dụ như những cái công trình sắp xếp phân loại kinh điển Pali mà được các cái học giả cũng như là được các cái nhà nghiên cứu đánh giá cao, và có những cái quyển sách viết về đề tài nghiên cứu về ngũ uẩn, hoặc là các sách về thiền tập. Và gần đây thì học viện Phật giáo như chùa Hoằng Pháp cũng như là các cái cơ sở tu tập về thiền có mời cư sĩ Chân Tính Toàn để chia sẻ. Thì nhân cái chuyến thăm lại Việt Nam lần này thì cư sĩ Chân Tính Toàn có đến thăm chùa Pháp Tạng của chúng ta và ban tổ chức khóa tu thiền tập lần thứ năm có mời cư sĩ cùng thầy chia sẻ vào buổi chiều hôm nay với cái phần vấn đáp Phật Pháp với đề tài Đạo Phật Sơ Khai. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Chắc trước tiên xin mời cư sĩ Chân Tính Toàn giới thiệu về mình và đôi nét hoạt động tí thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính bạch chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni và cùng toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên con xin cảm ơn Thầy trụ trì chùa Pháp Tạng đã hoan hỷ tạo duyên lành cho con được cùng Thầy tọa đàm và chia sẻ với quý Phật tử trong việc tìm hiểu pháp học và pháp hành trong kinh Nikaya. Con xin chân thành kính chúc Thầy, chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử được thân tâm thường an lạc, giới hạnh thiền định và trí tuệ thành tựu viên mãn, tẩy sạch những rác bẩn trong nội tâm và tẩy sạch được tham sân si. Xin giới thiệu với quý vị luôn, cư sĩ Chân Tính Toàn là một trong những cư sĩ hiếm hoi nghiên cứu Phật Pháp rất là có bề dày, rất là nhiều năm, và được sự ủng hộ của quý Thầy cũng như các cái hội Phật học. Và cư sĩ đã là người sáng lập ra các cái khóa tu tập cũng như là trung tâm tu tập
thiền tập Pháp Quốc 2016-2017. Và buổi làm việc buổi chiều hôm nay chúng ta nghiên cứu về Đạo Phật cũng như là lời dạy của Đức Phật với đề tài là Đạo Phật Sơ Khai. Thì trải qua 10 cái câu hỏi và sự vấn đáp của Phật Pháp. Thì câu hỏi đầu tiên là Đạo Phật Sơ Khai là gì? Câu hỏi thứ hai là sự khác nhau của Đạo Phật Sơ Khai và Đạo Phật hiện nay. Câu hỏi thứ ba là lời Phật dạy khi Ngài còn tại thế bây giờ được ghi chép trong những kinh điển nào? Câu hỏi thứ tư là Phật dạy căn bản nhất là những gì? Câu hỏi thứ năm là tu sĩ và cư sĩ vào thời Đức Phật tu tập khác nhau thế nào? Câu hỏi thứ sáu, phân biệt giữa lậu hoặc và tham sân si. Cái câu hỏi thứ bảy là khác nhau giữa tứ thiền ngũ định và tứ thánh quả. Câu hỏi thứ tám, người tu sĩ có bắt buộc ngồi thiền mới chứng quả không, hoặc là người cư sĩ vân vân. Câu hỏi thứ chín là kinh nghiệm quán 16 hơi thở thiền trình tự dụng công như thế nào theo kinh nghiệm. Câu hỏi thứ 10, đơn giản nhất công phu tu tập đời sống hàng ngày cho hàng cư sĩ tại gia là như thế nào? Câu hỏi thứ nhất thì thầy xin trả lời vắn tắt cho quý vị là câu hỏi số 1, Đạo Phật Sơ Khai là gì? Đạo Phật Sơ Khai tức là đạo lộ, có nghĩa là cái con đường mà Đức Phật vạch ra, Đức Phật chỉ ra cho chúng ta đi. Đó là con đường từ bờ mê sang bến giác, có nghĩa là con đường khi chúng ta chưa giác ngộ đi đến giác ngộ. Đạo Phật Sơ Khai là khi Đức Phật còn ở tại thế gian này, Ngài là bậc chứng đạo, là bậc dẫn đạo, là bậc khai đạo, là bậc hướng đạo. Do đó được gọi là Đạo Phật Sơ Khai, có nghĩa là chưa phân chia bất kỳ một tông phái và chưa ấn định bất kỳ một pháp môn và chưa đặt ra bất kỳ một nguyên tắc nào ngoài những giới luật mà Đức Phật đặt để ổn định tăng đoàn tu tập từ theo 5 năm. Năm thứ 13 Đức Phật thành đạo thì mới có giới, chứ trước 13 năm đó không có giới. Nên Đạo Phật Sơ Khai là Đạo Phật chưa phân chia tông phái, chưa có phân chia các cái pháp môn được sắp xếp theo thể loại như trường hàng, trùng tụng, cô khởi, vân vân, cũng chưa phân chia và chỉ có sống với pháp và luật mà Đức Phật chế để ổn định tăng đoàn, mà các cái vị tu tập để đắc thánh quả. Như vậy thì mình cũng rất cần chúng ta tìm hiểu Đạo Phật Sơ Khai, có nghĩa là Đức Phật còn ở tại thế gian đã dạy như thế nào. Mà trong kinh mình đọc hoặc mình tụng thì mình thấy sau một cái thời Đức Phật dạy có vô số những vị chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, vân vân. Do đó mà mình thấy mình cũng rất là ái mộ. Đó gọi là Đạo Phật Sơ Khai. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi này được mời cư sĩ Trần Kính Toàn. Đó là được đặt ra thế này: sự khác nhau của Đạo Phật Sơ Khai và Đạo Phật hiện nay như thế nào? Điểm nào là mấu chốt? Xin mời cư sĩ. Dạ thưa Thầy, sự khác nhau giữa Đạo Phật Sơ Khai và tinh thần Phật giáo ngày nay. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi khá là tế nhị. Về Đạo Phật Sơ Khai, khi mà nói về Đạo Phật Sơ Khai thì chúng ta biết rằng những bài kinh tiêu biểu cho Đạo Phật Sơ Khai, đó được gọi là những bài kinh chuyển Pháp Luân. Và chuyển Pháp Luân là nói một cái khái niệm nói chung, nhưng thực ra thì về kinh thì đó chính là bài kinh Như Lai Thuyết và kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh Như Lai Thuyết là bài kinh chuyển Pháp Luân, là bài kinh Đức Phật đã hướng dẫn cho năm anh em ông Kiều Trần Như tu tập. Và đó là lần đầu tiên Đức Phật đã đưa ra hướng dẫn cho cuộc đời này
thấy biết được bốn sự thật về cuộc đời này. Đức Phật đã chuyển cái trí tuệ bốn sự thật về cuộc đời này đến cho chúng sanh thấy biết hiểu rõ về cuộc đời này. Và sự trình bày sự chuyển vận cái trí tuệ mà Đức Phật đã chứng đắc đến với cuộc đời này được gọi là chuyển pháp luân. Và bốn cái trí tuệ này còn được gọi là tứ thánh đế, đó là trong kinh Như Lai thuyết. Tứ thánh đế là bài kinh chuyển pháp luân, và sau đó là trong bài kinh, trong cái giai đoạn đó Đức Phật đã giảng bài kinh Vô Ngã Tướng. Và trong bài kinh này Đức Phật đã chỉ thẳng về ngũ uẩn. Như vậy khi Đức Phật chuyển cái trí tuệ mà Ngài đã thành tựu, đã giác ngộ, đã chứng đắc đến với chúng sanh, đó chính là trí tuệ về ngũ uẩn, hay còn gọi là tứ thánh đế. Tứ thánh đế cũng có nghĩa là bốn sự thật về khổ, và điều này cũng có nghĩa là bốn sự thật về ngũ uẩn. Như vậy, khi nói về Đạo Phật sơ khai hay là những bài giảng ban đầu của Đức Phật, khi Ngài vận chuyển cái trí tuệ chứng đắc của mình đến với cái thế giới vô minh và si ám này, chính là trí tuệ về ngũ uẩn. Như vậy, biểu trưng của Đạo Phật sơ khai chính là trí tuệ về ngũ uẩn. Và so với Đạo Phật ngày nay thì thật sự cũng có một vài điểm vẫn còn tương đồng với Đạo Phật sơ khai. Đó là ngày nay là chúng ta vẫn thấy ở nhiều chùa vẫn thường tụng niệm Bát Nhã Tâm Kinh. Và trong Bát Nhã Tâm Kinh, tinh thần nổi bật của Bát Nhã Tâm Kinh đó chính là sự vị Bồ Tát, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì đây là cái câu kinh thâm sâu, hết sức là thâm sâu trong tinh thần Bát Nhã Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Câu kinh này có nghĩa rằng quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát đây chúng ta cần được hiểu rằng đó là người đang trên con đường tìm cầu sự giải thoát sanh tử. Khi nói về Bồ Tát thì có nghĩa là người chưa sáng đạo, chưa ngộ đạo, chưa thấy đạo, chưa chứng đạo. Và người này đang có một nhiệt tâm, một nhiệt quyết, một quyết tâm dũng mãnh đi tìm cầu sự giải thoát sanh tử. Như vậy, với một người có một tâm thành, nhiệt tình tìm cầu sự giải thoát sanh tử, vị này tu tập đạt được trạng thái tâm tự tại, tức là quán tự tại Bồ Tát, là người tìm cầu sự giải thoát sanh tử. Sau khi đạt được tâm tự tại thì vị này đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Tất nhiên là vị này đã thực hành sâu sắc, quán chiếu trạng thái tâm lượng rộng lớn và soi rọi lại ngũ uẩn, được gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, là vị này quay về nội tâm mình, thực hành thâm sâu trí tuệ, chiếu kiến nội soi vào tự thân mình. Và vị này đã nhìn thấy được ngũ uẩn, được gọi là chiếu kiến ngũ uẩn. Và khi nhìn thấy được ngũ uẩn thì vị này thấy được
sự sanh khởi và sự diệt tận của ngũ uẩn như thế nào, đó được gọi là giai không. Và nhờ sự quán chiếu lại tự thân, nhìn thấy được ngũ uẩn, thấy được tánh sanh khởi và tánh diệt tận của ngũ uẩn, thấy được rằng ngũ uẩn này bản chất của nó là do duyên sanh, không có tự thể, không có tự ngã và vô thường, hoại diệt, đau khổ, đó là bản tánh của ngũ uẩn. Nhờ nhìn thấy được như vậy mà Ngài đã vượt thoát khỏi tất cả những phiền não, những đau khổ, những dính mắc đối với cuộc đời này và đối với thân tâm này. Đó là ý nghĩa của câu Quán Tự Tại Bồ Tát: hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Và ngày nay, trong Đạo Phật ngày nay, chúng ta thấy bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh này được tụng hầu như ở tất cả các chùa, và tất cả các chùa đều lấy tinh thần Bát Nhã Tâm Kinh là chỗ quán chiếu, nhắc nhở và tu tập. Thì có thể nhìn một cách tổng quát thì cũng Đạo Phật Sơ Khai và Đạo Phật ngày nay vẫn là tương đồng với nhau, cũng không có nhiều sai khác. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta cần lưu ý rằng bài Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh rất là thâm sâu, tìm hiểu thật là cẩn trọng. Nếu không thì chúng ta có thể có những cái sự hiểu lầm. Đó chính là phần đầu của bài kinh là nói rằng một người trên con đường tìm cầu sự giải thoát sanh tử, và khi thực hành thiền định đạt được tâm tự tại, thì vị này soi vào trong nội tâm của mình, đã nhìn thấy ngũ uẩn, quán chiếu thấy tánh sanh diệt của ngũ uẩn, không dính mắc chấp thủ đối với nó và đạt được sự giải thoát. Và sau đó là câu kinh rằng: này xá lợi Phất, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Và phần sau của bài kinh thì tất cả đều là nói là không. Thì trong phần này chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Vì sao mà tất cả đều là không trong phần kinh sau đó? Vì rằng đối với một vị tâm đã thấy được tất cả những lậu hoặc, những yểm ô trong nội tâm của mình, và đã tẩy sạch hết tất cả những nhiễm ô này, và trạng thái tâm được đã trở thành trong sạch, thanh tịnh, không còn động chuyển, không còn lậu hoặc, không còn ế nhiễm, không còn nhiễm ô. Vì không còn tất cả những pháp ế nhiễm này, tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, không động chuyển. Cho nên tất cả những pháp dù thiện hay ác đều không sanh khởi trong nội tâm. Và vì vậy mà phần sau của kinh Bát Nhã thì nói tất cả các pháp đều không, kể cả tứ thánh đế cho đến 12 nhân duyên đều là không. Không đây có nghĩa là gì? Trạng thái tâm này không còn động chuyển, không còn dính mắc đối với cuộc sống, không còn động chuyển, không còn phải tu tập về tứ thánh đế, không còn phải tu tập về 12 nhân duyên. Vì rằng tứ thánh đế và 12 nhân duyên đã được vị này tu tập một cách hoàn mãn và hoàn thiện, và thành tựu được tất cả những pháp này. Và nhờ sự thành tựu tất cả những pháp này mà tâm mới trở thành trong sạch, thanh tịnh, mới trở thành chiếu kiến ngũ uẩn giai không và đạt được an ổn khỏi tất cả khổ ách. Như vậy, trong phần sau của kinh Bát Nhã là nói về một trạng thái tâm an tịnh, không còn động chuyển, thì đối với tất cả các pháp không sanh khởi, không dính mắc trong đó, cho nên nó được gọi là không. Và ngày nay trong sự tu tập này, nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta chưa thành tựu được trí về ngũ uẩn,
chưa chiếu kiến được ngũ uẩn trong tự thân của mình và chưa thấy được tánh sanh và tánh diệt của nó, mà chúng ta tâm vẫn còn đầy dẫy tham sân si, mà chúng ta nói rằng cái gì cũng là không hết. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta không phải là không còn tham, không phải là không còn sân, không phải là không còn si. Thì như vậy đó là điểm chúng ta cần phải lưu ý và cẩn thận khi học hiểu bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Rất là cảm ơn cư sĩ Trịnh Tính Đoàn đã giúp chúng ta hiểu biết một chút về sự khác nhau giữa đạo Phật sơ khai, có nghĩa là đạo Phật khi Đức Phật những bài pháp đầu tiên để dạy cho tất cả tu tập, đó là trí về ngũ uẩn, trí về tự thân và sự sanh diệt và sự xuất ly của ngũ uẩn. Và câu hỏi kế tiếp á, là lời dạy của Phật khi Ngài còn ở tại thế bây giờ được ghi chép trong những kinh điển nào? Thì câu này Thầy trả lời. Lời dạy của Phật còn tại thế sau khi được Phật nhập Niết Bàn á, thì 100 ngày được kết tập kinh điển ở hang Thất Diệp do 500 vị A-la-hán và Ngài Mahakassapa đã trụ trì, thì không được ghi lại mà bằng trùng tụng Ngài Anang tuyên đọc lời Phật dạy, còn Ngài Ubali thì tiên đọc về giới luật. Và lời Phật dạy được Ngài A Nan tóm tắt lại nội dung của Đức Phật dạy, chứ không có nghĩa là Ngài A Nan thu băng mà phát lại. Hai đó khác nhau nha. Nội dung Đức Phật dạy thế nào thì Ngài A Nan kể bằng cách là tường thuật thôi, chứ không phải là chúng ta hình dung là Đức Phật dạy câu nào Ngài A Nan lặp lại đúng câu đó, là không phải. Mà Ngài A Nan chỉ tường thuật lại câu chuyện pháp Đức Phật dạy cho những vị đó như thế, như thế, như thế, nội dung như thế, như thế, như thế. Đó là 100 ngày đầu. Sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm kết tập kinh điển lần thứ hai, thời kỳ nhen nhóm của phân phái qua 10 điều phi pháp, đó là sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm, kết tập kinh điển cũng bằng trùng tụng lặp đi lặp lại để nhớ, để nhớ, cho đến khi 274, tức là sau Phật nhập Niết Bàn Phật lịch, thì vua A Dục mới trụ trì buổi kết tập kinh điển lần thứ ba. Và vào thời đó tại đất nước Ấn Độ có 6 cái ngôn ngữ mà được khắc trên trụ đá của vua A Dục ở thánh tích của Đức Phật. Do đó mà chúng ta không thể phủ nhận rằng kinh của nhà Phật được kết tập vào thời A Dục phải có văn bản. Có nhiều người nói là thời đó chưa có văn bản thì cũng chưa chắc đâu, tại vì có chữ thì bắt buộc phải có viết, ông vua mà. Nên lúc đó trên trụ đá còn viết những sắc dụ, chẳng lẽ không có viết kinh điển hay sao, phải không? Do đó mà được viết kinh điển lại vào thời của vua A Dục. Nhưng mà kinh điển đó viết cũng chưa hoàn toàn đâu, viết chỉ một phần thôi, có nghĩa là kết tập được một phần. Do đó thời vua A Dục có 11 cái phái đoàn đi truyền đạo trên khắp thế giới, trong đó có phái đoàn nổi bật nhất là phái đoàn của hoàng tử con vua A Dục, hoàng tử Mahinda và công nương Sanghamitta, tức là truyền sang Sri Lanka. Và cái bộ kinh điển mà chúng ta học, kinh điển Pali, tức là kinh điển Nikaya đó, thì được hòa thượng Minh Châu dịch lại bằng lần kết tập kinh điển lần thứ 6 ở tại Sri Lanka. Như vậy thì 274 năm kết tập kinh điển lần thứ 3 được ghi chép một phần. Mà sau này thì ta nghiên cứu, ta nói là ghi chép bằng tiếng Pali của Ấn Độ. Thì tiếng Pali Ấn Độ được truyền sang ở bên Sri Lanka sẽ được chuyển thể bằng tiếng Pali của Sri Lanka, và tại đó được kết tập thêm do Ngài Mahinda trụ trì 300 năm kết tập lại cái phần kinh điển, tức là kết tập kinh điển lần thứ tư đó, tức là ở tại Sri Lanka. Đồng thời ở tại Ấn Độ cũng đã có kết tập kinh điển tương đương vào thời đó. Và sau đó 200 năm, tức là sau khi năm 274, 200 năm
thì bắt đầu thì kết tập kinh điển bằng tiếng Sanskrit ở phương Bắc. Và tiếng Sanskrit ở phương Bắc này một phần dịch từ tiếng Pali, một phần kết tập thêm, có nghĩa là những cái vị tu sĩ, các vị A-la-hán kết tập thêm. Do đó mà kinh điển của nhà Phật tồn tại ở đất nước Độ có hai cái thứ tiếng, đó là tiếng Pali được thông dụng ở miền Nam và tiếng Sanskrit được thông dụng ở miền Bắc. Và các nước Bắc truyền sử dụng tiếng Sanskrit, các nước Nam truyền như Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam sử dụng kinh điển tiếng Pali. Kinh Pali gọi là ngày nay được gọi là kinh Nikaya, còn kinh điển mà Bắc truyền tức kinh điển Sanskrit á gọi là kinh điển A Hàm. Chứ thực ra chữ A Hàm là bao gồm chung cả kinh điển Pali luôn đó. A Hàm tức như là tổng thể, tổng trì, tổng hết, nên gọi là chữ A Hàm, nghĩa là gì đó. Nên các nhà phân loại kinh điển thế giới á sẽ phân loại cấp độ của kinh, gốc cấp 1, gốc cấp 2, gốc cấp 3, gốc cấp 4, tức là về văn bản kinh gốc là gần Đức Phật nhất, nguyên sơ nhất những lời Đức Phật dạy. Thì kinh điển Pali được các cái nhà nghiên cứu á, người ta gọi là tài liệu cấp 1, có nghĩa là được hoàng tử Mahinda đưa sang Sri Lanka xin gặp bảo quản, sau này dịch ngược tiếng Pali Ấn Độ thì đó là nguyên gốc, tức là không có bị sai xiển nhiều, và đó tức là kinh điển Pali gọi là kinh điển Nikaya. Bộ thứ hai á, là kinh điển A Hàm, tức là kinh điển Sanskrit. Kinh điển Sanskrit bây giờ chấp phá, không ai có thể tìm được những cái bản gốc nữa, tại vì Hồi giáo đã tấn công hủy diệt Ấn Độ năm 1260, toàn thể Ấn Độ đã tận diệt ra Phật giáo tại đó, nên những cái kinh điển Sanskrit không được truyền qua. Mà sau đó vào thế kỷ thứ 6, thứ 7, ngài Trần Huyền Trang mới sang Trung Hoa thỉnh kinh, thì thỉnh kinh cái bộ Sanskrit đó đem về Trung Hoa cũng một phần, chứ không thể hết được cái Sanskrit. Nên cái kho tàng Sanskrit nằm ở Trung Hoa, và kho tàng của Pali là nằm ở tại Sri Lanka. Và Trung Hoa đã được dịch sang rất là nhiều kinh điển của Sanskrit. Và sau này Trung Hoa đã phát triển kinh Sanskrit lên thành hệ thống kinh điển Đại Thừa. Đến đời của nhà Thanh, tức là Du Càn Long của nhà Thanh, kết tập kinh điển ở tại đất nước Trung Hoa, nên gọi là bộ Càn Long Đại Tạng Kinh. Và ở Nhật Bản song song đã kết tập một cái bộ kinh bằng tiếng Hán, giống như là Càn Long Đại Tạng Kinh, đó là Đại Chánh Tân Tu của Nhật. Do đó mà bây giờ trên thế giới người ta xài 4 cái tạng kinh này. Thứ nhất là tạng kinh Nikaya với một tiếng Pali. Thứ hai, tạng kinh A Hàm viết bằng tiếng Sanskrit. Thứ ba, viết bằng chữ Hán là Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Thứ tư, mới là viết bằng chữ Hán là Càn Long Đại Tạng Kinh. Có cả kinh điển Đại Thừa Phật Giáo phát triển ở tại Trung Hoa. Như vậy thì kinh điển mà các cái nhà nghiên cứu, người ta nghiên cứu kinh điển gốc nhất, người ta công nhận là kinh điển Pali. Rồi mới tới Sanskrit, từ Sanskrit mới tới Hán Tạng. Ở Việt Nam chúng ta là dịch từ Hán Tạng sang tiếng Việt, tức là dịch tiếng Hán sang tiếng Việt, gọi là Đại Tạng Kinh Việt Nam tiếng Việt, dịch từ chữ Hán, nguồn là Sanskrit. Chúng ta có một Đại Tạng Kinh tiếng Việt do Hoàng thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali của Sri Lanka, tức là bộ Nikaya ngày nay chúng ta đó, mà bộ in mới nhất là có 13 quyển đó. Như vậy thì các học giả người ta dựa vào cái bộ Nikaya là bộ gốc nhất, tức là gốc nhất so với các bộ khác thôi, chứ không phải là gốc trăm trăm. Nghĩa là cũng là kết tập kinh điển lần thứ 6 rồi, mới kết tập về lại, ghi chép lại cho hoàn thiện lại hết đó. Như vậy thì cái bộ ở tại Sri Lanka là lấy gốc từ cái bộ thứ 4, xin lỗi, còn bộ tại Miến Điện mới lấy gốc từ bộ thứ 6, còn bộ Sri Lanka lấy gốc từ cái lần kết điển kinh điển thứ 4. Nói chung thứ 4, thứ 6 cũng là qua 4, 5 lần kết tập kinh điển. Như vậy thì lời Phật dạy khi Ngài còn ở tại thế được ghi chép theo các nhà nghiên cứu thế giới thì gần nhất là bằng tiếng Pali, tức là bộ Nikaya, là cư sĩ Trần Tính Toàn đang nghiên cứu và sắp xếp lại các cái phần kinh điển Nikaya đó. Câu số 4, câu này được mời Ngài cư sĩ Trần Tính Toàn, là Phật dạy căn bản nhất là những cái giáo lý nào? Hồi nãy thì nói sơ về ngũ uẩn, nhưng mà giờ xin mời cô tóm lược một cách tổng quan hơn một chút về những Phật dạy, về những cái giáo lý nào mà ta đắc được quả vị thánh. Câu số 4.
Dạ, con cảm ơn thầy. Như vậy khi mà chúng ta nói về lời Phật dạy căn bản nhất là những cái giáo lý nào mà giúp cho một cái người con Phật có thể thể nhập vào trong tứ thánh quả, những giáo lý căn bản nhất trong đạo Phật cũng là nòng cốt nhất và xuyên suốt nhất trong lời dạy của Đức Phật và xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống kinh Nikaya, chính là trí tuệ về ngũ uẩn. Trí tuệ về ngũ uẩn mà Đức Phật đã chứng ngộ và thành tựu sự giải thoát khỏi luân hồi của mình. Và trí tuệ này đã được Đức Phật đem ra trình bày, giải thích, thuyết giảng. Và trí tuệ về ngũ uẩn này đã tỏa sáng trong toàn bộ hệ thống kinh Nikaya. Và giáo lý căn bản trong lời dạy của Đức Phật đó chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là bốn sự thật về ngũ uẩn. Và bốn thánh trí về ngũ uẩn đó được gọi là giáo lý căn bản và xuyên suốt trong tất cả lời dạy của Đức Phật. Bốn thánh trí đó chính là gì? Ngày nay chúng ta thường được nghe nói về tứ thánh đế, đó là khổ, tập, diệt và đạo. Và những danh từ này chúng ta nghe thường, nhưng mà thực sự để hiểu về những danh từ này thì hoàn toàn không phải dễ chút nào. Và thật ra tứ thánh đế như lúc nãy con đã nói, đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Tại vì trong phần khổ, trong tứ thánh đế, chúng ta thấy Đức Phật nói rằng như thế nào là khổ: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Và đây là một câu rất quan trọng, đó là chữ và. Tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ. Câu tóm lại năm thủ uẩn này là khổ có nghĩa là sự tóm lược, sự tóm lại của tất cả những phiền não và đau khổ trong cuộc sống này chính là sự chấp thủ đối với ngũ uẩn. Như vậy, tứ thánh đế là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Điều này cũng có nghĩa là đó là bốn thánh trí về khổ, hay bốn thánh trí về luân hồi, phiền não và khổ đau. Bốn thánh trí về ngũ uẩn hay tứ thánh đế, nếu chúng ta hiểu về ngũ uẩn thì đó chính là thánh trí thứ nhất là sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Thánh trí thứ hai, do vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn mà những thân ngũ uẩn vô thường như thế này đã sanh khởi. Thánh trí thứ ba, khi hết vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn thì những thân ngũ uẩn vô thường này sẽ diệt tận. Thánh trí thứ tư, phương pháp tám đúng hay còn gọi là bát chánh đạo, đó là một phương pháp chân chánh đưa đến sự diệt tận hết tất cả những vô minh và tham ái đối với lại ngũ uẩn. Như vậy, giáo lý căn bản trong lời dạy của Đức Phật để giúp một người con Phật khi tu tập theo những lời dạy này sẽ có thể thành tựu được tứ thánh quả, đó chính là sự tu tập bốn thánh trí, sự thể nhập bốn thánh trí về ngũ uẩn. Bốn thánh trí về ngũ uẩn, tức là về khổ, tức là hiện thực của sự đau khổ tại thế gian này nó diễn ra xung quanh mình, đó là chấp và thủ uẩn. Cái thứ hai nữa là tập khởi của đau khổ, tức là nguyên nhân nào dẫn đến. Cái thứ ba nữa là đoạn diệt đau khổ. Thứ tư là xuất ly đau khổ bằng
con đường tám đúng là tám phương pháp tu đúng mà thường ta gọi là bát chánh đạo. Rất là cảm ơn cư sĩ Trần Kính Toàn trả lời vắn tắt và đầy đủ. Và câu thứ năm là người tu sĩ và cư sĩ vào thời Đức Phật tu tập khác nhau như thế nào? Đây, câu này để thầy trả lời, tại vì tu sĩ mình dễ trả lời hơn. Tu sĩ và cư sĩ tu tập khác nhau là khác nhau trên cái hình tướng tu. Hình tướng tu là gì? Hình tướng tu nghĩa là tu sĩ thì cạo tóc, đắp y, sống độc cư, rời khỏi gia đình, ăn bằng cách đi khất thực, và ngủ dưới gốc cây, không có sở hữu bất kỳ một thứ tài sản của thế gian nào, chỉ ngoài cái tứ sự là ăn, mặc, ở, bệnh, tức là tứ sự bốn cái thôi. Tức là người tu sĩ ăn, mặc, ở, bệnh, ngủ dưới cây, đời sống không gia đình, đời sống độc cư, và chuyên về thiền định, khất thực để sống, có nghĩa là đi xin ăn ở trên đường để sống, không sở hữu nhà cửa tài sản tiền bạc bất kỳ cái gì ở trên đời này hết. Thường thường ta gọi là tứ đại giai không, tức là tứ đại là bốn đại giai không, là mình quán xét bốn đại sự sanh diệt nó giai không, không biết từ đời nào người ta chuyển thành tứ đại giai không là không có cái gì. Thôi kệ, người ta hiểu sao hiểu, nhưng câu tứ đại giai không là đất, là nước, là gió, là lửa, tánh sanh diệt của nó cuối cùng cũng trở về với các bụi. Ta nói tứ đại giai không, cái mình thấy ai không có cái gì hết cũng nói là tứ đại giai không. Mà mình ở ngoài cũng tứ đại là giai không, nghĩa là không có cái gì hết. Thôi ai hiểu sao cũng được, kệ, miễn sao hiểu là giai không là được. Và cái người cư sĩ vào thời Đức Phật thì tùy người. Những người cư sĩ mà ta có cái hạnh sống độc cư, ta cũng tu đắc quả rất là cao. Cái tu của nhà Phật thì nó không có hai, có nghĩa là tu quán chiếu tuệ chi rõ về ngũ uẩn, chứng được bốn cái thánh trí về khổ, và thường hay tu thiền định quán sát để sung mãn tứ niệm xứ, thất bồ đề phần, và đi đến chứng thánh quả. Thì người cư sĩ với người tu sĩ đều tu trên một cái lộ trình đó, nhưng cái hình tướng bên ngoài, cách thức tu tập, cách thức xả ly khác nhau. Do người tu sĩ xả ly đến cuối cùng sống đơn giản, nên người tu sĩ có khả năng chứng được tứ thánh quả trong kiếp này một cách dễ dàng. Còn người cư sĩ do ràng buộc đời sống gia đình và còn trong nếp sống của sở hữu, do đó mà bị kiết sử và triền cái trói buộc, nên khó lòng đắc những thánh quả cao. Có thể đắc sơ quả, nhị quả, tối đa là tam quả, tại vì còn cái hệ lụy của các cái kiết sử ở trong đời sống. Rồi câu hỏi thứ sáu là phân biệt giữa lậu hoặc và tham sân si. Lậu hoặc thì mình cũng có học rồi, là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tham sân si mình cũng đã biết rồi, nhưng chúng ta không có phân biệt được là nó lộn xộn ở chồng với nhau. Tại cái này là cái khó nhất, đoạn diệt này làm thánh, do đó mà phải nhờ cư sĩ Trân Tính Toàn, một cái chuyên gia nghiên cứu về kinh điển Nikaya, để trả lời câu hỏi này. Thì xin mời cư sĩ. Dạ thưa thầy, sự phân biệt giữa lậu hoặc và tham sân si, đây là một cái vấn đề rất là vi tế, mà chỉ cho đến khi nào mà chúng ta đi sâu vào trong sự tu tập nhận diện ngũ uẩn, và chúng ta khám phá ra được ngũ uẩn trong thân tâm mình nó đang có mặt như thế nào, vận hành như thế nào, chi phối như thế nào, quậy phá như thế nào trong thân tâm của mình, thì khi đã nhìn thấy được, khám phá ra được ngũ uẩn trong thân tâm của mình rồi, thì bắt đầu chúng ta mới nhận diện ra được thế nào là trạng thái của vô minh, trạng thái của dục, trạng thái của ái, trạng thái của tham sân si, trạng thái của các lậu hoặc là như thế nào. Như vậy, để mà có thể thấy được thế nào là lậu hoặc và thế nào là tham sân si, thì chúng ta phải bắt đầu bằng trí về ngũ uẩn.
Như vậy lậu hoặc là gì? Lậu có nhiều cái sự giải thích về lậu, nhưng mà con sẽ giải thích một cách đơn giản nhất để cho chúng ta có thể hiểu. Như là chúng ta có thể danh từ lậu chúng ta thường nghe thấy ở trong cuộc sống này, đó là gì? Buôn lậu, dạ đúng rồi. Danh từ mà chúng ta thường hay nghe trong cuộc sống mà có cái chữ lậu á, đó là cái chữ buôn lậu. Thì như vậy buôn lậu thì chúng ta hiểu vấn đề buôn lậu là như thế nào. Buôn lậu nó có nghĩa là một cái hoạt động, một cái giao dịch mua bán mà nó diễn ra trong một cái quốc gia mà nó qua mặt cái quốc gia đó. Quốc gia đó không kiểm soát được cái hoạt động mua bán trao đổi đó. Cái hoạt động đó nó diễn ra gọi là lén lút và qua mặt chính quyền, qua mặt nhà nước. Chính quyền, nhà nước không kiểm tra được, không kiểm soát được cái hoạt động đó thì đó gọi là buôn lậu, phải không? Thì cũng giống như vậy, chúng ta tạm hiểu như vậy, đưa vào trong nội tâm của mình. Lậu hoặc có nghĩa là gì? Là tâm mình nó có một số những hoạt động mà nó qua mặt mình, mình không thấy, không biết sự hoạt động của nó. Nó lén lút hoạt động, nó âm thầm hoạt động, nó rỉ rả hoạt động trong tâm của mình mà mình không thấy, không biết. Nó lén lút hoạt động mua bán trong nội tâm mà mình không thấy, không biết. Như thế nào là mua bán trong nội tâm? Tức là nó lén lút đưa vào trong tâm mình những dục, ái, tham, sân, si mà mình không hay, không biết. Rồi với một cái nội tâm lén lút đưa vào những rác bẩn, những cấu quế, những bất tịnh như vậy, nó lại âm thầm lén lút qua mặt mình, nó tuồn hàng ra ngoài, mình cũng không hay. Tất nhiên là sao? Là trong đời sống hàng ngày, trong những cư xử hàng ngày, nó lén lút biểu lộ ra tham, sân, si, dục, ái, ngã mạn, hơn thua, ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi mà chúng ta không thấy, không biết. Như vậy trong những cái hoạt động của đời sống, nó biểu lộ ra là ngã mạn, là ta đây, là hơn thua, mà chúng ta không nhìn thấy được cái sự biểu lộ ra của nó. Thì như vậy đó được gọi là nó lén lút tuồn hàng ra ngoài mà chúng ta không hay. Như vậy có phải là buôn lậu không ạ? Thì một cái nội tâm như vậy lén lút đưa vào những uế nhiễm, rồi lén lút nhả ra những uế nhiễm, những tanh hôi mà bản thân mình thì có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, mà có trí cũng như là không. Mình nhìn vào bên trong thì không thấy gì hết. Đó là lậu hoặc. Vậy chúng ta rõ về danh từ lậu hoặc rồi hen. Và khi nói về lậu hoặc, tất nhiên là nói về cái trạng thái tâm uế nhiễm hoạt động âm thầm trong nội tâm của mình. Và nó có ba cái loại lén lút hoạt động âm thầm trong nội tâm của mình. Đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu là gì? Là một cái trạng thái tâm âm thầm có những cái đòi hỏi, có những cái ham muốn, có những cái bức xúc, có những cái không yên được phía bên trong. Có khi nào chúng ta thấy có mình có những cảm giác này không? Có không? Thì đó được gọi là dục lậu. Có khi nào chúng ta thấy mình ở nhà một ngày hay một tuần nào đó mà không đi ra ngoài, mình cảm thấy mình bứt rứt, mình khó chịu, mình phải đi vòng, mình về nhà mình mới thấy mình khỏe ra không? Có không? Những cái đó được gọi là dục lậu. Và dục lậu ở trong đời sống này là đầy dẫy. Con nói là đầy dẫy. Vì sao gọi là đầy dẫy? Vì chúng ta được sanh ra trong cuộc sống này thông qua sự quan hệ dục giữa cha và mẹ. Và như vậy một thân của chúng ta đã được hình thành.
Như vậy thân này được hình thành là do dục. Vì vậy dục tiềm ẩn, dục ẩn chứa, dục chi phối tất cả những hoạt động trong đời sống của chúng ta. Một đứa nhỏ, một đứa trẻ vài ba tuổi có dục không ạ? Có không? Dục nó như thế nào? Đứa trẻ, một đứa bé nhỏ 4-5 tuổi, 6-7 tuổi, vân vân, 2-3 tuổi, ngay cả mới sanh, chúng ta nghĩ thấy nó trong sáng thơ ngây quá, nhưng thật ra đó chính là tuổi sống hầu như là thuần theo dục. Vì sao? Vì nó chỉ biết hành xử, phản ứng, đòi hỏi theo những cảm xúc, theo những bức xúc, theo những thúc dục của thân tâm mà thôi. Khi nào muốn ăn thì nó đòi hỏi, nó la, nó hét, nó khóc. Khi nó muốn đi chơi, nó cũng đòi hỏi phải bằng được đi chơi. Có rất nhiều những cái hành vi của một cái đứa bé mà chúng ta cứ hãy thử nhìn vào đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cảm, gọi là những cảm xúc, những thúc dục, những đòi hỏi gì bên trong đứa bé thì nó đều bộc lộ ra ngoài và đòi hỏi chúng ta phải chiều theo đó, phải cung cấp theo đó. Rồi cho đến khi lớn, sự phát triển của dục nhưng đã được sự kết hợp của dạy dỗ, của ý thức, của sự hiểu biết, thì những cái dục đó bắt đầu đôi phần được kiềm chế. Rồi cho đến lớn hơn nữa thì dục về nam nữ, rồi lớn hơn nữa cho đến khi già thì già rồi vẫn còn dục. Cái dục của người già đó là trong những cái dục vẫn còn những cái sự thèm muốn, những cái sự thích về ăn uống, những cái sự thích về sự tôn trọng của những người trẻ tuổi đối với mình, rồi những cái sự thích về con cái trong gia đình phải quan tâm, phải chăm sóc, vân vân. Và cho đến khi ra đi, sự khao khát, sự đòi hỏi của một con người vẫn không dừng lại, vẫn thèm muốn, vẫn khao khát, vẫn muốn nắm giữ những cái gì đang có trong cuộc sống của mình. Như vậy khi một con người sống với một cái lòng dục từ nhỏ, rồi cho đến lớn, rồi cho đến già, rồi ngay cả khi tái sanh ở đời sau, thì tất cả đều ở trong sự chi phối của dục. Và một cái đời sống như vậy, một cái nội tâm bị dục âm thầm chi phối như vậy, đó được gọi là dục nhiễm hay còn gọi là dục lậu. Thì như vậy đó là một cái sự uế nhiễm thứ nhất của nội tâm. Sự uế nhiễm thứ hai của nội tâm đó là hữu lậu. Hữu là có, lậu là sự uế nhiễm, sự ô nhiễm. Hữu lậu tất nhiên là sự mà uế nhiễm vì một cái trạng thái tâm dao động liên tục. Chúng ta hãy nhìn lại nội tâm của mình và chúng ta nhìn thấy trong đó trạng thái tâm của chúng ta nó hoạt động liên tục, không có dừng nghỉ. Hết vọng tự niệm này đến vọng niệm khác, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Những dòng suy nghĩ hoạt động liên tục không dừng. Ngay cả khi đêm chúng ta muốn mình nằm ngủ thật yên, nhưng nhiều khi những dòng suy nghĩ lại hoạt động, lại quậy phá, làm cho chúng ta mất ngủ hoặc là khó ngủ. Rồi suốt một ngày chúng ta nhìn trong nội tâm của mình, nhiều khi nó hát linh tinh, nó hát lung tung, hoặc là nó nói âm thầm, nó nói ngấm ngầm suốt cả ngày. Đôi khi chúng ta chủ động suy nghĩ, nhưng rồi sau những dòng chủ động suy nghĩ thì đến những dòng suy nghĩ hoạt động gọi là tự do, hoạt động lang thang. Thì những dòng suy nghĩ như vậy được gọi là hữu lậu. Và về sau này còn lập ra một khái niệm còn gọi là kiến lậu. Thì thực sự ra kiến lậu này vẫn nằm trong hữu lậu. Vì sao? Vì những dòng suy nghĩ, những dòng tư tưởng này lập ra những thành kiến, những tri kiến, những định kiến, những nhận thức, những phân biệt vậy khác vân vân. Và những thành kiến, định kiến, phân biệt, lập định vậy khác đó được gọi là kiến lậu. Thì kiến lậu này thật ra chỉ là một trong những hoạt động của hữu lậu mà thôi. Như vậy hữu lậu là sự hoạt động ngấm ngầm liên tục trong nội tâm và không dừng nghỉ được. Dù chúng ta muốn cho nó dừng vẫn không,
khó lòng mà dừng được. Khi niệm Phật chúng ta muốn cho nó nhất tâm, nhưng mà chúng ta nhất tâm không được là vì sao? Là vì chúng ta đang tập trung vào trong cái niệm về niệm Phật, nhưng vẫn có những niệm khác, những lời nói khác nhảy vào trong cái lời niệm Phật của chúng ta, thì đó được gọi là trạng thái hữu lậu. Hoặc khi ngồi thiền chúng ta muốn tập trung vào trong thiền định để cho mình được định tâm, nhưng mà tập trung được vài giây, vài phút sau thì những vọng niệm lại sanh khởi. Và thật sự là rất khó nhiếp phục, chế ngự những vọng niệm, những vọng tưởng trong khi phóng tâm. Như vậy những vọng niệm len vào, chen vào trong khi thiền định hay là trong khi niệm Phật và trong đời sống hàng ngày, đó được gọi là hữu lậu. Tiếp nữa là vô minh lậu, đó là một cái trạng thái tâm không có trong sáng và nó không tự nhìn thấy được những gì đang có mặt, đang vận hành trong nội tâm của nó. Như vậy khi nói về vô minh lậu là chúng ta nói về, thứ nhất là trạng thái tâm không trong sáng, và vấn đề thứ hai đây chính là vì sự không trong sáng này nó không nhìn rõ được những cái đang có mặt, đang vận hành trong nội tâm của đó. Và những thứ đang có mặt, đang vận hành trong nội tâm này chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy khi nói về vô minh lậu là một cái trạng thái tâm không tự nhìn rõ được ngũ uẩn đang hoạt động trong nội tâm của mình. Nói tóm lại, lậu hoặc là gì? Là một trạng thái tâm có dục nhiễm ở trong đó, có sự hoạt động dao động liên tục ở trong đó, và có sự không trong sáng, không nhìn thấy được bản thân của nó. Đó được gọi là lậu hoặc. Và tham sân si là như thế nào? Để có thể nhìn ra được trạng thái lậu hoặc này thì chúng ta phải qua thiền tập nhận diện ngũ uẩn. Tất nhiên là bước đầu chúng ta phải thực hành nhận diện ngũ uẩn. Chúng ta sẽ từ từ nhận ra được những cảm thọ trong thân tâm của mình, những tưởng, những hình bóng trong nội tâm của mình, những suy nghĩ âm thầm trong nội tâm của mình, những sự rõ biết trong nội tâm của mình. Chúng ta phải thực hành một thời gian để có thể nhận diện rõ về ngũ uẩn. Giai đoạn đầu chúng ta sẽ nhận diện ngũ uẩn thô, rồi từ từ chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn ở những góc độ gọi là nhỏ nhiệm hơn, rồi vi tế hơn, rồi vi tế hơn và vi tế hơn nữa. Sự nhìn nhận ngũ uẩn có rất là nhiều mức độ khác nhau. Mức độ đầu tiên cũng là mức độ thô thiển nhất, tức là nhìn thấy được những ngũ uẩn thô thiển nhất trong nội tâm của mình. Rồi từ từ sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy những ngũ uẩn nhỏ hơn một chút, rồi sau đó nhìn thấy những ngũ uẩn nhỏ hơn một chút, vi tế hơn một chút, vi tế hơn một chút. Giống như chúng ta thấy khi chúng ta nấu nước sôi thì chúng ta thấy nước sôi như thế nào? Chúng ta bắt cái nồi lên bếp phải không? Rồi cái nồi một hơi nó nóng lên từ từ, và bắt đầu là chúng ta thấy dưới đáy nồi nó kết tụ lại những cái bọt nước li ti phải không? Rồi bắt đầu những cái bọt nước này bắt đầu nó nhiều lên 2, 3, 4, nhiều hơn. Rồi những cái bọt nước này nó bự hơn phải không? Rồi bắt đầu những cái bọt nước này nó to hơn nữa. Và rồi khi nước càng nóng hơn thì những cái bọt nước này nó bắt đầu nó tách ra khỏi cái đít nồi và bắt đầu nó nổi lăn tăng lên phải không? Rồi sau đó những cái bọt nước ở dưới đít nồi tiếp tục tách ra khỏi nồi, nổi lên trên. Và khi nước ở 100 độ C thì tất cả bọt nước ở dưới đít nồi nó tách ra và nó nổi lên trên, và nó nổi gọi là tuôn trào. Thì cũng giống như vậy, trong cái sự tu tập này, bước đầu trong sự tu tập nhận diện ngũ uẩn, chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn ở mức độ nước 90 độ C, 95 độ C, 100 độ C. Tất nhiên là mức độ thô thiển của ngũ uẩn. Và sau đó chúng ta tiếp tục tu tập từ từ thì bắt đầu chúng ta sẽ phát hiện được những ngũ uẩn ở trong những tình trạng 80 độ C, 70 độ C, 50 độ C, rồi
40 độ C vân vân. Và sẽ đi đến một lúc chúng ta sẽ có thể phát hiện ra những ngũ quẩn ở mức độ hết sức là vi tế, ví như những bọt bóng đầu tiên vừa xuất hiện trên đít nồi khi nồi bị nóng. Cũng giống như vậy, trong cái sự tu tập này, thời gian đầu chúng ta sẽ phát hiện ngũ quẩn ở mức độ rất là thô, rất rất là thô. Rồi từ từ chúng ta sẽ nhìn nhận ngũ quẩn ở mức độ vừa hơn và vi tế hơn. Và khi nhận diện được ngũ quẩn như vậy, kết hợp, con nói đây là phải kết hợp với thiền tập, thì bắt đầu chúng ta sẽ phát hiện ra được. Trong khi chúng ta ngồi thiền, thì khi tập trung vào trong thiền như vậy, sau khi nhìn nhận được ngũ quẩn trong thân tâm của mình, à, cái này là sắc nè, cái cảm giác này là thọ nè, hình bóng trong tâm mình nè, là tưởng nè, hình bóng của hơi thở là tưởng nè, hình bóng của thân ẩn ẩn hiện hiện trong tâm mình là tưởng nè, rồi cái đang nói dày nói khác trong tâm mình là nè, rồi sự đang rõ biết trong tâm mình, cái này là ý thức nè, rõ biết phía trước là nhãn thức nè, rõ biết âm thanh là nhĩ thức nè, rõ biết cái vị của nước miếng ở trong miệng của mình là thiệt thức nè, rõ biết cái thân đang ngồi đụng chạm với lại quần áo là thân thức nè, và rõ biết những cái thọ tưởng hành trong nội tâm là ý thức nè. Thì khi nhận diện như vậy xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thấy một điều. Ồ, đây là thọ tưởng hình thức nhìn thấy rồi, nhưng mà nó có một cái gì đây là lạ. Thì chúng ta quan sát và chúng ta thấy xuất hiện mập mờ trong cái vùng rõ biết của nhãn thức, nó có một cái gì đó nó mờ, nó không trong sáng, nó không tỉnh rõ. Trước mặt chúng ta không trong sáng, không tỉnh rõ rõ ràng, và trạng thái tâm như là hơi trì trệ xuống một chút, thì chúng ta biết cái này không phải thọ, không phải tưởng, không phải hành, không phải thức, vậy đây là cái gì? Thì khi đó chúng ta phát hiện ra, à, cái này là vô minh xuất hiện. Như vậy khi bắt đầu nhận diện ngũ quẩn rồi, thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng về ngũ quẩn rồi, chúng ta mới bắt đầu có khả năng phát hiện ra những cái được gọi là vô minh, dục, ái, tham, sân, si trong nội tâm của mình. Như vậy trí về ngũ quẩn đi trước, thì bắt đầu trí về lậu hoặc, trí về tham sân si mới bắt đầu sanh khởi. Như vậy sự phát giác ra, sự phát hiện ra một cái trạng thái tâm không trong sáng, có một cái sự gì đó không trong sáng trong nội tâm của mình, thì đó được gọi là vô minh lậu. Tiếp nữa, trong khi thiền tập, trong những khi lắng tâm xuống, tập trung vào trong sự định tâm, làm cho tâm yên lại, chúng ta phát giác nó có một cái gì đó. Ồ, mình đang cảm giác hơi thở, đang cảm giác toàn thân mà, nhưng sao những dòng tâm ý của mình nó cứ chập chờn, chập chờn, chập chờn. Mình thật sự đang cố gắng trong sự định tâm, nhưng sao nó cứ một dòng tâm ý, một dòng ý hành cứ chập chờn, chập chờn, một dòng tưởng ẩn ẩn hiện hiện trong nội tâm của mình. Thì chúng ta mới thật sự phát hiện ra, à, cái này là hữu lậu. Cái này chính là một trạng thái tâm hoạt động liên tục, tự do, không ngừng nghỉ, không kiểm soát được. Và như vậy chúng ta bắt đầu phát giác ra hữu lậu. Và trong khi ngồi thiền, thầy đang hướng dẫn cho chúng ta ngồi thiền như vậy, vậy mà sao trong người chúng ta lại bức xúc như vậy, lại khó chịu như vậy? Một cảm giác khó chịu dao động trong người sanh khởi, hầu như chúng ta đang muốn duỗi chân ra, đang muốn xả thiền, đang muốn đứng dậy, đang muốn đi đâu, đang muốn thoát ra khỏi chỗ này. Thì như vậy chúng ta phát giác ra cảm giác bức xúc khó chịu trong người, không yên được trong người, đây là gì? Nó là thọ,
Nhưng trong cái thọ này, chúng ta thấy có một sự bức xúc phía bên trong, có một sự bất an phía bên trong, và chúng ta biết rằng đây gọi là dục lậu. Như vậy, thông qua sự tu tập về ngũ uẩn, bắt đầu chúng ta sẽ phát hiện ra dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu là gì. Và cho đến giây phút này, đó là chúng ta đã thực chứng, thực thấy, thực biết, thực giác cái gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu là cái gì. Và những pháp này đối với chúng ta trở thành thực tế sống động, trở thành sự giác, sự chứng trong trí tuệ của chúng ta. Nó không còn là ngôn ngữ của sách vở nữa. Và tiếp tục như vậy, chúng ta tiếp tục quan sát ngũ uẩn, tiếp tục nhận diện nội tâm của mình. Chúng ta nhìn sâu vào trong những cảm thọ của thân và trong những cảm thọ của tâm, trong những hoạt động của đời sống. Và trong đó chúng ta sẽ nhìn thấy, ồ, khi đối duyên xúc cảnh, chúng ta thấy mình có những cảm giác, những cảm xúc sanh khởi. Nhưng điều con chia sẻ với chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng nhận ra tham sân si chính là trong thiền tập. Tóm lại, như nãy giờ con chia sẻ với chúng ta rằng là để có thể nhận diện ra ngũ uẩn, nhận diện ra lậu hoặc hay nhận diện ra tham sân si, thì tất cả những pháp này đều đòi hỏi chúng ta phải thực hành thiền tập thì chúng ta mới có thể nhận diện được nó một cách sâu sắc và rõ ràng. Nếu không thực hành thiền tập, chúng ta vẫn có thể nhận ra được ngũ uẩn, nhưng ở trong một cái sự gọi là thô của ngũ uẩn, giống như hồi nãy con nói là ở cái mức độ là nước đã 80 độ C, 90 độ C, 100 độ C thì mình nhận ra. Nhưng mà khi ở những mức độ vi tế hơn thì phải có thiền tập thì chúng ta mới có thể nhận diện ra được. Ví dụ như con nói, chúng ta nhận diện ra tham sân si như thế nào? Chẳng hạn như khi chúng ta ngồi thiền, ngồi một hơi lâu, chúng ta thấy trong mình có những cảm giác gọi là đau chân, nhức chân, phải không? Và trong sự đau nhức của chân này, mình nhìn lại thấy làm như mình có một cái sự gì đó gọi là bức xúc, khó chịu, khó chịu đối với lại cái cảm giác đau đó của chân, phải không? Thì như vậy, cái sự bức xúc khó chịu trong cái cảm giác khó chịu của thân như vậy, đó được gọi là sự khó chịu của tâm đã sanh khởi. Sự bức xúc, sự bực bội trong cái đau của chân làm sanh khởi ra cái cảm giác bực bội khó chịu kia. Thì như vậy, đó được gọi là sân tùy miên tiềm ẩn trong khổ thọ. Tất nhiên là trong cảm giác bức xúc đau của thân và của chân trong khi ngồi thiền, nếu chúng ta khéo quán chiếu thì chúng ta sẽ nhìn như thế này: ồ, thân, chân và thân của mình đang khó chịu, đang đau, đang nhức, đang tê, vân vân. Nhưng mà xem lại coi tâm của mình có bị dính mắc vào trong đó không? Có bị trói buộc vào trong đó không? Nếu chúng ta xem lại tâm của mình thấy chân đau là đau ngay chỗ nào? Có phải chúng ta đau ngay mắt cá, phải không? Hoặc là đau ngay mông, phải không? Hoặc là ngồi lâu thì đau ngay lưng, phải không? Thì như vậy, cái đau nó nằm ở đâu? Ở mắt cá, ở mông hay ở lưng? Nhưng mà xem lại trong tâm, chúng ta thấy là sao cái tâm của mình, tức là cái phần ngực của mình, nó có một cái sự bức xúc, bực bội ở trong đó. Thì điều đó có nghĩa là gì? Thọ của mắt cá, thọ của mông, thọ của lưng đã sanh khởi và nó làm ảnh hưởng đến cái sự là bực bội thọ của tâm đã sanh khởi. Như vậy là thọ thân đã làm ảnh hưởng đến thọ tâm và nó làm lan truyền đến sự bực bội của tâm. Như vậy, tâm bực bội sanh khởi, tức là sự sân hận đã sanh khởi, nó nằm trong cái sự bức xúc của thân. Đó được gọi là sân tùy miên tiềm ẩn trong khổ thọ. Tiếp nữa, nếu qua một thời gian tu tập, trong khi ngồi thiền, chúng ta vượt qua được những cảm giác đau nhức của thân,
Và chúng ta đi đến một giai đoạn rằng thân rất là an tịnh, rất là dễ chịu. Cảm giác dễ chịu của thân thật là ngọt ngào. Và trong sự dễ chịu ngọt ngào đó, chúng ta thấy, ủa, một giờ rồi, đến giờ xả thiền rồi, nhưng mà sao cái chân của mình nó dễ chịu quá, mình không muốn xả thiền ra. Chúng ta có vị nào thấy như vậy không ạ? À? Có vị nào mình, thí dụ như mình nói là hôm nay mình ngồi thiền 45 phút nha, hay một tiếng đồng hồ nha, nhưng mà ngồi đến giờ rồi mà cái chân ngồi mình thấy sao nó phê quá, cảm giác sao nó dễ chịu quá, nó khoan khoái quá mà mình không muốn xả thiền. Có không? Chưa? Thì nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta hãy thử để giờ. Chúng ta để giờ thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận ra được tham và sân tùy miên trong các cảm thọ là gì. Chẳng hạn chúng ta để đồng hồ là mình sẽ ngồi một tiếng đồng hồ, nhưng mà bây giờ mới ngồi tới nửa tiếng thôi hay 45 phút thôi mà cảm giác trong người bức xúc khó chịu muốn xả thiền ra. Thì bức xúc khó chịu muốn xả thiền ra này được gọi là gì? Được gọi là gì? Bức xúc khó chịu muốn xả thiền mặc dù chân không đau, đó được gọi là dục lậu. Nhớ nha, để một hồn tiếng đồng hồ canh đi, chưa đến một tiếng đồng hồ chân không có đau mà nó cứ muốn xả thiền à, thì đó là dục lậu. Rồi bây giờ để một tiếng đồng hồ mà ngồi đến 30 phút bắt đầu cái chân nó đau, 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 chịu riết cho đến 45 phút thì nó gọi là nó đau quá rồi, nó sanh trong mình một cái sự là khó chịu vô cùng. Thì như vậy trong đó mình thấy là sân đã sanh khởi trong cái khổ thọ này, mặc dù mình không có muốn xả thiền nhưng mà trong lòng nó bực bội, nó khó chịu. Thì như vậy là sân tùy miên tiềm ẩn trong khổ thọ. Rồi bây giờ mà ngồi tới đúng một tiếng đồng hồ chuông nó reng rồi mà trời ơi bây giờ cái chân nó phê quá, bây giờ nó khoái quá, sao mà nó dễ chịu quá, bây giờ không muốn kéo cái chân ra, thì đó là gì? Nếu chúng ta để ý thật sâu trong cái cảm giác đó, chúng ta sẽ thấy một cái gì? Cái thích, cái khoái, cái ái trong cái cảm giác dễ chịu đó. Thì như vậy để có thể dễ dàng và bình tâm nhận diện lại được tham, sân, si và dục thì chúng ta hãy thử tập ngồi thiền lâu lâu một chút xa. Cái này theo kinh nghiệm ngồi qua 2 tiếng sẽ thấy thích, ngồi qua 4 tiếng thấy thích hơn, ngồi 8 tiếng thấy thích nữa, ngồi nguyên ngày thấy thích lắm. Hòa thượng ngồi được 21 ngày thích dữ lắm. Rất là cảm ơn cư sĩ nhà Trần Kính Toàn đã chia sẻ rất là cặn kẽ về lậu hoặc và tham sân si, tức là 3 cái trạng thái căn bản của tâm. Đã lậu hoặc là 3 cái đối tượng mà dẫn chúng ta kích thích hành nghiệp đi sanh tử luân hồi. Và chia sẻ về lậu hoặc và tham sân si, khó mà chúng ta có thể nói cách cặn kẽ nếu chúng ta không có trải qua thiền tập. Tại vì trải qua thiền tập thì chúng ta mới phát hiện, nhận diện rõ ràng lậu hoặc và tham sân si. Một người học toàn lý thuyết không thể chia sẻ sâu sắc được vấn đề này. Do đó mà cư sĩ Trần Tính Toàn đã nghiên cứu về kinh điển Pali như một nhà nghiên cứu. Nhưng mà qua cái câu trả lời này thì riêng cá nhân của thầy á, kết luận là cô cư sĩ có thiền tập rất nhiều mới trả lời được cái nhìn ra được sân tỳ miên. Phải ai nhìn được đâu, chỉ có duy nhất thiền tập mới nhìn được thôi, còn học lý thuyết không biết sân tỳ miên là gì đâu. Mà nên chúng ta thấy là chỉ có thiền tập, nên mỗi khi mà trả lời mình nói á, người ta sẽ phát hiện ra cái trình độ
của mình về trình độ về lý luận và trình độ về trải nghiệm của thiền tập. Đó. Nên ở đây á, qua đó chúng ta mới thấy là ai mà trải nghiệm thiền tập thì cũng thể nhìn ra được, tại vì nó là thiết thực mà, thiết thực hiện tại. À, như vậy rất là cảm ơn. Và câu hỏi thứ 7 khác nhau giữa tứ thiền ngũ định và tứ thánh quả. Cái này nói sơ thôi, tại vì nó cao siêu quá nên chỉ nói sơ mang tính lý thuyết thôi. Tứ thiền ngũ định có nghĩa là 4 cái mức thiền và 5 cái mức định. Cái tên nó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi phi tưởng xứ định, diệt thọ tưởng định. Có nghĩa là 5 cái từng mức của định và 4 cái từng mức của thiền. Cái đó là cái lớp của tâm, lớp của tâm thức. Khi chúng ta buông lớp mà nhỏ sẽ lên cái lớp lớn, mà cái lớp tâm thức này phụ thuộc vào viễn ly của dục, và diễn ly của dục, diễn ly tầm tứ, diễn ly của hỷ xả, vân vân. Tức là chúng ta tịnh chỉ, tức diễn ly, các cái pháp đó từ từ sẽ nâng lên. Mình hình dung vậy thôi, chứ còn nếu mà giải thích cỡ nào nữa mình không qua được, mình không có vào được, không có ngồi được thì cũng không hiểu hết. Này nắm lý thuyết vậy đây. Tất nhiên là từng thiền thứ nhất là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thần thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ như đó. Như vậy là từ từ lên, bắt đầu ly dục, và mới từng thiền thứ hai là tịnh chỉ tầm tứ, tức là ly tầm và tứ. Từng thiền thứ ba là ly hỷ chú xả, vân vân, là rời hỷ, còn xả rời xả là tới xả niệm, vân vân. Như vậy thì từng cái từng thiền đó vượt qua những cái sắc tưởng, rồi mình vượt lên trên mới vào không vô biên, thức vô biên, vân vân, tới lúc mà mình diệt thọ tưởng định. Là diệt thọ tưởng định, thọ là cảm thọ mình á, diệt cảm thọ, diệt tưởng, mà tưởng mới tới hành, tức có tưởng mới có hành. Diệt tưởng tức là diệt hành, mà diệt thọ diệt tưởng tức là diệt thọ tưởng hành. Mà thọ tưởng hành diệt thì không còn đối tượng của ý căn, thì thức sẽ diệt đối tượng ý căn, tức là thọ tưởng hành. Mà diệt thọ tưởng hành á, thì là không còn đối tượng ý căn, nên nó thức diệt, ý thức diệt. Do đó đi vào trong cái trạng thái mà mình không còn nhận biết xung quanh như thế nào nữa, vân vân. Đó gọi là tứ thiền ngũ định. Còn tứ thánh quả là gì? Tứ thánh quả là quá trình tu tập mà lìa khỏi kiết sử và truyền cái. Ví dụ như kiết sử là sự trói buộc của tâm, truyền cái là các lớp che mờ tâm. Trong đó có 5 hạ phần kiết sử, 5 thượng phần kiết sử và 5 cái truyền cái. Như vậy thì cái người tu tập á, diệt được á, là 3 hạ phần kiết sử, thân kiến, nghi, giới, cấm thủ, thì người đó đắc được sơ quả. Rồi làm mỏng nhạt tham sân, đắc được nhị quả. Rồi hết tham sân và hết 5 truyền cái thì chứng đắc được tam quả. Và là hết luôn cả 5 thượng phần kiết sử, đắc được tứ quả là hán vô sanh. Nếu đắc được sơ quả thì mình tối đa sanh cõi người 7 kiếp nữa. Trong kinh nói tối đa nha, thì đắc quả là hán. Còn đắc được nhị quả, tức là nhất lai á, thì còn sanh cõi trời kiếp, cõi thế gian kiếp nữa, đắc quả là hán ở tại nơi mình sanh ra. Còn đắc tam quả thì sanh về cõi trời tịnh cư thiên một kiếp nữa, đắc là hán tại đó. Còn tứ quả là vô sanh ở tại thế gian. Nên có tứ thiền chưa chắc đã có tứ quả, vậy hiểu không? Tức là tứ thiền ngũ định để đi đến đoạn diệt tham sân si. Mà đoạn diệt tham sân si tức là lậu hoặc thì mới chứng đắc được tứ quả, chứ không phải mình vô được tầng thiền định đó là quả. Nên có dòng người á, không có phân biệt được, thì nói rằng thiền, tứ thiền với tứ quả mình, tức là từng thiền là sẽ tới từng quả vị thánh, là không phải. Mà quả vị thánh là quá trình đoạn diệt được các cái kiết sử và truyền cái. Còn thiền để là hỗ trợ trong sự đoạn diệt đó, nó có sự tương tác qua lại với nhau, để hiểu vậy thôi. Chứ còn mà mình đi vào tới đâu thì chúng ta hiểu thêm sâu sắc về tới đó. Và lâu lâu lại có cư sĩ Trần Tính Toàn đi về thăm Việt Nam một lần, sẽ dành thời gian nhiều hơn để trả lời nhiều cái khúc mắc hơn.
Và câu hỏi thứ 8, người tu, cư sĩ hoặc là tu sĩ, nói chung là người tu đi, có bắt buộc mà phải tọa thiền, tức là ngồi thiền mới chứng thánh quả hay không? Dạ, dạ thưa thầy, là câu hỏi người tu thì có bắt buộc là phải ngồi thiền thì mới chứng được tứ thánh quả hay không ạ? Khi nói về cái sự tu tập của chúng ta thì một người con Phật thì phải tu tập về giới hạnh, thiền định và trí tuệ. Thì cho nên là trong sự tu tập thì chúng ta cần phải tu tập ba pháp, đó là giới hạnh, đức hạnh, giới đức của một người tu. Và tiếp nữa rằng là chúng ta cần phải tu tập thiền, thiền định, và chúng ta cần phải tu tập trí tuệ. Như vậy khi nói một người tu là cần phải tu tập giới, định và tuệ. Và trong bài kinh học giới ở Tăng Chi Bộ Kinh, trong phần Tăng Chi về ba pháp, Đức Phật có nói đó là ba việc cần phải làm của một người tu. Thì dù chúng ta là cư sĩ thì chúng ta vẫn cần phải tu tập giới hạnh, thiền định và trí tuệ. Khi nói về giới hạnh thì chúng ta hãy cố gắng giữ gìn cho đẹp cái giới hạnh, cái giới đức của mình. Đầu tiên hết trong sự tu tập này, một người con Phật hãy cố gắng tu tập về giới hạnh. Vì giới hạnh như là một cái áo đẹp của một người tu. Một người tu khoác lên mình chiếc áo của giới hạnh thì chúng ta sẽ làm đẹp ngôi nhà của Tam Bảo. Thành ra trong sự tu tập này, dù là người cư sĩ, chúng ta hãy cố gắng trong việc giữ giới hạnh của mình. Và nhất là đối với người tu, chúng ta thường hay chểnh mảng trong việc giữ giới về lời nói, tức là giữ giới về phần chánh ngữ. Mà nhiều khi chúng ta đi tu tập như vậy nhưng chúng ta vẫn dễ dàng nói dối, nói xạo, dễ dàng gọi là thốt ra những lời nói không chân thật, mặc dù chỉ là để nói chơi. Chẳng hạn hỏi như cô ăn cơm chưa, chúng ta chưa ăn mà vẫn nói ăn rồi. Thì dù là một lời nói đơn giản như vậy thôi nhưng đó vẫn là một lời nói dối. Hỏi cái này mày thích hay không thích, mặc dù mình không thích mình nói thích. Đơn giản như vậy thôi nhưng đó vẫn là một lời nói dối. Và một khi mà chúng ta nâng cao giá trị tu tập về đạo đức của mình thì chúng ta vẫn rất cần để ý trong giới hạnh, đức hạnh này của mình, đừng lơ là trong việc giữ giới về lời nói của mình. Thì như vậy con chỉ nói đại khái về phần giới hạnh. Và điều mà người cư sĩ dễ phạm nhất đó chính là giới về lời nói, và dễ dàng thả ra, nhả ra những lời nói dối không cần thiết. Đó là giới. Về thiền định thì một người tu cần phải có một sự định tâm. Vì có định tâm thì chúng ta mới có thể có khả năng nhìn nhận lại con người mình, phát hiện ra những lậu hoặc, những quấy nhiễm, những tham sân si của mình một cách sâu sắc được. Vì vậy mà một người tu rất cần phải có một sự định tâm. Cho nên vì vậy mà người tu cần nên ngồi thiền. Và người tu rất cần có phần trí tuệ. Có trí tuệ thì mới có thể thấy được bản ngã của mình, cái ta của mình, cái dục của mình, cái tham, cái sân, cái si của mình, rồi mới có thể tẩy sạch được. Thì như vậy, khi nói về giới định tuệ trong đạo Phật
thì con chia sẻ thêm một chút xíu cho chúng ta nhớ rằng phần thiền định trong đạo Phật là nói về tứ thiền trong bài kinh học giới, và phần trí tuệ trong đạo Phật là nói về bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là tứ thánh đế. Như vậy giới định tuệ là ba pháp mà một người con Phật cần phải tu tập trọn vẹn và đầy đủ thì mới có thể đi đến được sự thành tựu được các thánh quả. Khi một người con Phật thành tựu được giới hạnh, trọn vẹn được giới hạnh và có trí tuệ về ngũ uẩn, tất nhiên là chỉ mới nhìn thấy được rác trong nội tâm của mình. Người thành tựu chánh tri kiến có nghĩa là người thành tựu trí về ngũ uẩn, và có nghĩa là người thành tựu mới nhìn thấy được nội tâm của mình thôi. Nhưng rác bẩn trong căn nhà nội tâm của mình thì vẫn còn đó, vì người này chưa kịp tiến hành công việc thanh lọc rác của tâm. Thì người thấy rác trong nội tâm mình được gọi là người thành tựu thánh quả thứ nhất. Tứ thánh quả là gì? Tứ thánh quả có nghĩa là bốn thánh quả, hay còn gọi là bốn sự thành tựu kết quả của một người tu tập, đó được gọi là tứ thánh quả. Chúng ta đừng nghĩ thành tựu tứ thánh quả là chúng ta thành tựu một cái gì đó to lớn, một hình vóc gì đó to lớn. Chúng ta thành tựu thành một ông thần, ông thánh nào đó to lớn trong cuộc sống này. Con mong chúng ta đừng nghĩ tứ thánh quả là sự thành tựu ra hình tướng của một ông thần, ông thánh nào to đùng. Mà tứ thánh quả có nghĩa là gì? Là bốn kết quả của một người tu tập trên con đường đưa đến sự tẩy sạch tâm khỏi những rác bẩn của tham sân si. Kết quả thứ nhất trong sự tu đó là gì? Là người này nhìn thấy được rác trong nội tâm của mình. Con chia sẻ lại, tứ thánh quả là bốn kết quả của một người tu trong việc thanh lọc tâm khỏi rác bẩn, khỏi những cấu uế. Kết quả thứ nhất của sự tu hành đó là gì? Hay là kết quả đầu tiên của sự tu hành đó là gì? Là sự nhìn thấy được rác bẩn, được sâu bọ, được rắn rít, được nhìn thấy được những cái con xà tinh, những con rắn độc trong nội tâm của mình. Đó là kết quả thứ nhất của một người tu. Sự nhìn thấy được rác bẩn, nhìn thấy được sâu bọ, nhìn thấy được rắn rít, nhìn thấy được xà tinh trong nội tâm của mình, đó được gọi là người thành tựu sự thấy biết nội tâm của mình, hay còn gọi là người thành tựu chánh tri kiến, hay còn gọi là người đã thành tựu, đã thể nhập trí tuệ đưa đến sự tẩy sạch những rác bẩn trong nội tâm, đó được gọi là thánh quả dự lưu. Như vậy chúng ta rõ về thánh quả dự lưu chưa? Đừng nghĩ là chúng ta thành tựu thánh quả dự lưu là ngon lắm, bản ngã của mình to lên, mình ngông ngông kênh kênh, nhìn ai chẳng ra gì. Người thành tựu thánh quả dự lưu không phải là người thành tựu một cái bản ngã của cái danh từ thánh quả, mà người thành tựu thánh quả dự lưu là người thành tựu trí tuệ, thấy được những cái gọi là tệ hại trong nội tâm của mình. Chúng ta rõ chỗ này không ạ? Thành ra đừng có nói là thành tựu thánh quả là ngon. Không phải thành tựu thánh quả là ngon. Không phải thành tựu thánh quả là ô, tôi thành tựu thánh quả đó nha. Không phải như vậy. Mà người thành tựu thánh quả là người đó thường hay mang trong lòng của mình một chữ. Chữ gì ạ? Chữ gì? Chữ gì? Đó là một cái chữ nhục. Tại sao nói người thành tựu thánh quả, người hay mang trong lòng mình một cái chữ nhục? Người thành tựu thánh quả có nghĩa là người thành tựu trí tuệ, thấy được rác bẩn trong nội tâm của mình. Vì thấy được những rác bẩn, những dục, những ái, những tham sân si, những ngã mạn, những ta đây, những ích
kỹ những hẹp hòi, những hơn thua, những sang gian trá, xảo trá, ngụy biện. Khi bị người ta bắt lỗi mình, khi bị người ta chọc được cái xấu của mình, thì ôi thôi, bao nhiêu sự gian trá, xảo trá, dối trá trong mình nó tuôn ra. Để chi? Để nó che đậy, để nó bào chữa, để nó ngụy biện những cái sai trái của mình. Tuy như vậy, người chưa tu đối với những pháp ác bất thiện này họ không nhìn thấy, cho nên họ cứ sống trơ trơ, sống thoải mái, làm sai làm quấy mà không nhìn ra được mình. Những dục trong người của mình thấy sơ sơ đại khái vậy thôi mà cứ tỉnh queo. Nhưng khi một người thành tựu được trí về ngũ uẩn, người đó nhìn ra được sự vận hành, sự hoạt động những tham sân si trong nội tâm của mình, thì hỡi ơi, sự thật về thân tâm mình hiển lộ ra đó, rác bẩn trong tâm thân tâm mình hiển lộ ra đó, những bất thiện trong nội tâm mình hiển lộ ra đó. Không còn dám nhìn người khác mà cười cợt nữa, chỉ nhìn vào bên trong mình, thấy tàm và quý đối với tự thân của mình. Cho nên cái chữ nhục nó lộ rõ lắm ạ. Và trong một cái sự tu tập như vậy, đó là lý do vì sao mà chúng ta đã nghe câu nói này. Con nghĩ câu nói này chúng ta nghe thường lắm. Đó là tu càng nhiều, tu càng lâu, tu càng thâm sâu thì chỉ nhìn thấy lỗi của mình, chứ không có nhìn thấy lỗi của người khác. Một người tu chân thật, một người tu đúng pháp, một người tu nhìn ra được tự thân của mình, thấy được những gì đang hoạt động, đang lộng hành, đang chi phối, đang dẫn dắt trong nội tâm của mình, thì người này chỉ nhìn thấy lỗi của mình mà không nhìn lỗi của người khác là như vậy. Vì vậy, đối với một người tu đúng pháp, một người tu đúng ý nghĩa thật sự, một người tu đi được vào trong dòng thánh trí mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì càng tu sẽ càng phát hiện ra những lỗi lầm, những cấu uế, những bất thiện, những xấu xa trong con người của mình. Càng tu thì sẽ chỉ càng nhìn thấy lỗi của mình, chứ không nhìn thấy lỗi của người là như vậy đó. Và chúng ta rõ vấn đề này rồi ha. Và khi thành tựu trí tuệ thứ nhất của sự tu, tức là thành tựu thánh quả thứ nhất. Và một lần nữa xin đừng nghĩ rằng thành tựu thánh quả là thành tựu một cái gì đó to đùng, gọi là bự sự. Đừng nghĩ như vậy. Mà thành tựu thánh quả là thành tựu trí tuệ, nhìn ra được nội tâm của mình, thấy được những rác bẩn trong nội tâm của mình. Và cái kết quả thứ nhất là gì? Chỉ mới nhìn thấy rác thôi, nhưng mà rác vẫn còn đầy ở trong đó. Đây, điều này cần phải được hiểu như thế nào? Ví dụ như một người bị mù con mắt, bây giờ con mắt được chữa, được mổ, được sáng mắt. Khi mắt được sáng thì người này bước vào trong căn nhà của mình, nhìn thấy trong căn nhà của mình, vì bấy lâu nay mình sống trong mù lòa, mình sống trong đen tối, mình có nhìn thấy rác trong nhà của mình đâu. Cho nên trong căn nhà của mình, trên nóc nhà này, dưới góc bàn kia, trên cái bàn nọ, trên cái ghế salon, chỗ này là rác bẩn, chỗ này là phân mèo, chỗ này là phân chuột, chỗ này là những gọi là rêu mốc, vân vân. Người này bắt đầu phát giác, trời ơi, thời gian vừa qua tôi mù, tôi đâu có nhìn thấy căn nhà nó tệ như thế này đâu. Rác bẩn tùm lum trong căn nhà, tanh hôi tùm lum trong căn nhà, mới nhìn thấy thôi. Mà khi thấy như vậy rác hết không ạ? Hết không? Đâu có hết. Mới vừa mổ nhìn thấy mà. Cho nên rác còn y nguyên, rác còn y chang, mùi hôi vẫn còn y chang.
đó là tâm, là trí tuệ của vị thành tựu dự lưu quả. Tất nhiên là gì? Vị này vừa mổ được con mắt, vừa thoát ra khỏi cảnh mù lòa, vừa nhìn thấy được căn nhà bẩn thỉu của mình, và rác vẫn còn y chang. Đó là ý nghĩa vị dự lưu thành tựu chánh kiến, thấy được sự vận hành của ngũ uẩn trong nội tâm của mình. Nhưng dục, ái, tham, sân, si vẫn còn y chang. À, chúng ta rõ chỗ này ha, và thông cảm với những vị dự lưu nha. Và tiếp nữa, bắt đầu thấy rồi buồn chứ, mệt chứ, chán nản chứ, và không còn muốn giữ lại một căn nhà bẩn thỉu, tanh hôi, rác rưới như vậy. Bắt đầu vị này tìm kỳ ở đâu, chổi ở đâu, đi quét lại, đi gom lại, rồi bắt đầu đổ ra từ từ khỏi căn nhà đó những rác bẩn loại thô, rồi đến những rác bẩn loại tế, quét sạch hết. Quét sạch hết rác bẩn rồi thì còn lại một chút xíu tàn dư về cát bụi trên đó và mùi tanh hôi ở trên đó. Thì như vậy, khi nhìn thấy được dục ái tham sân si trong nội tâm của mình, bắt đầu vị này tiến hành công việc vệ sinh căn nhà nội tâm của mình và làm giảm thiểu khá nhiều những rác bẩn về dục tham và sân hận trong căn nhà nội tâm của mình. Người thành tựu chánh kiến và tẩy sạch khá nhiều dục tham và sân hận trong tâm của mình. Dục tham và sân hận chỉ còn lại rất là ít ở trong đó, thì vị này chỉ còn tái sanh lại đời này một lần nữa và sẽ đi đến sự tẩy sạch tâm hoàn toàn khỏi sát bẩn. Đó được gọi là vị Nhất Lai. Và nếu vị này tiếp tục tẩy sạch hết cả những dục tham và sân hận ở trong tâm của mình thì vị này được gọi là vị Bất Lai. Tất nhiên là bây giờ như thế nào, những rác bẩn thô trong tâm đã hết rồi, chỉ còn lại cát bụi và mùi hôi thôi, thì đó được gọi là vị Bất Lai. Và tiếp tục nữa, vị này thanh lọc những cát bụi và mùi hôi còn lại, cuối cùng được một căn nhà tâm trong sạch hoàn toàn, thơm tho hoàn toàn, không còn một tí xíu cặn bã của những tàn dư rác bẩn nào trong đó. Tâm được thanh tịnh hoàn toàn thì đó được gọi là vị A-la-hán. Như vậy chúng ta thấy rằng thành tựu tứ thánh quả không phải là thành tựu là trở thành một ông thần, ông thánh nào cả. Không phải là thành tựu một cái bản ngã dương dương tự đắc. Ta đây là thánh quả dự lưu nha. Ta đây là Nhất Lai nha. Ta đây là Bất Lai nha. Một người thành tựu được cái trí tuệ này, đi vào được trong dòng thánh trí này, mở được đôi mắt chánh tri kiến này, thấy được tự thân của mình rồi, người này lúc nào cũng cúi đầu nhìn xuống, cũng quay lại nhìn nội tâm của mình, cũng nhức nhối trước những rác bẩn còn tồn ẩn trong nội tâm của mình, và luôn muốn tìm cách tẩy sạch rác bẩn trong nội tâm của mình. Đó là ý nghĩa mà Đức Phật đã nói rằng vị thành tựu chánh kiến sanh tử tối đa là 7 lần, không có đến lần thứ 8. Vì sao không có đến lần thứ 8? Vì khi nhìn được rác bẩn trong tâm của mình rồi thì lòng mình lúc nào cũng chỉ có một vấn đề thôi thúc rằng làm sao mình phải tẩy sạch được hết tất cả những rác bẩn này ra khỏi tâm mình. Và với sự thôi thúc này, vị này tiếp tục dấn thân ngày một nhiều trong sự tẩy sạch những rác bẩn trong nội tâm. Cho nên vị này chỉ tối đa 7 lần sanh tử nữa là chắc chắn sẽ đi đến sự chấm dứt luân hồi sanh tử, phiền não và khổ đau. Đó là ý nghĩa của danh từ vị dự lưu, còn có nghĩa là vị nhập lưu, còn có nghĩa là vị nhập
vào dòng thánh. Nhập vào dòng thánh có nghĩa là gì? Là người đã thể nhập vào dòng thánh trí tuệ, thấy được rác trong căn nhà nội tâm của mình, và quyết chắc rằng vị này sẽ đi đến sự tẩy sạch hết tất cả những rác bẩn trong nội tâm của mình, tối đa chỉ trong vòng 7 lần tái sanh nữa mà thôi. Đó là ý nghĩa của chữ dự lưu, và đó là ý nghĩa của tứ thánh quả. Mong rằng sau buổi chia sẻ này, chúng ta không còn lầm hiểu về tứ thánh quả nữa. Con xin cảm ơn chúng ta. Rất là cảm ơn cư sĩ Trần Tính Toàn đã có cái câu trả lời mà rất là thấu đáo. Và cái câu hỏi thứ 9 là về kinh nghiệm quán 16 hơi thở thiền tự dụng công như thế nào. Tại vì sự chân truyền của thiền định á, là chúng ta khó có sự chân truyền của thiền định là từ các tổ tổ tương truyền. Chủ yếu là sau này qua nghiên cứu hoặc qua người dạy ít chúng ta kinh nghiệm của tự thân, rồi chúng ta ngồi thiền tu. Ngồi thiền á, là vào nhập thiền, là trụ thiền, là xả thiền. Cái phần 16 hơi thở thiền này là phần trụ thiền. Mà trụ thiền này á, thì Đức Phật thuyết trong kinh nhập tức xức tức niệm. Nhập tức xức tức niệm. Do đó mà thầy thì cũng đã hướng dẫn cho quý vị rồi. Bữa nay nó muốn nghe cái kinh nghiệm trải dài 20 năm của cư sĩ Trần Tính Toàn về cái phần quán 16 hơi thở như thế nào. Xin cư sĩ chia sẻ. Khi nói về thiền tập thì 16 hơi thở chính là sự tu tập của chúng ta. Mà nói về 16 hơi thở thì một khi mà chúng ta đã tu tập, thực hành và thể nhập vào trong 16 hơi thở này rồi thì chúng ta sẽ thấy nó gọi là vi diệu vô cùng. Sự vi diệu trong 16 hơi thở này chính là cái gì? 16 hơi thở này cũng có nghĩa là chúng ta đang tu tập về tứ niệm xứ. Và 16 hơi thở này cũng có nghĩa là chúng ta đang tu tập tâm, huấn luyện tâm của mình, đưa tâm của mình đi đến cái chỗ tâm nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, dễ dại, dễ bảo. Tâm không còn cứng đầu, tâm không còn ương ngạnh nữa. Như vậy, nói về sự tu tập 16 hơi thở là sự tu tập tâm, huấn luyện tâm, dẫn dắt tâm, đưa tâm đến chỗ là tâm nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, dễ dại, dễ bảo, để tâm không còn cứng đầu, tâm không còn ương ngạnh, tâm không còn khó dại và khó bảo nữa. Đó là tác dụng của 16 hơi thở. Và tác dụng tiếp theo của 16 hơi thở đó là giúp chúng ta thể nhập trong trí tuệ về ngũ uẩn và xả bỏ sự tham ái, dính mắc, chấp thủ đối với ngũ uẩn. Đó là tác dụng thứ hai của 16 hơi thở. Và tác dụng thứ ba của sự tu tập 16 hơi thở là giúp chúng ta có thể tu tập sự định tâm một cách chân chánh, một cách đúng pháp, một cách đúng với lại sự tu tập định tâm mà các bậc thánh đã từng tu tập. Như vậy, sự thực hành 16 hơi thở là chúng ta đang thực hành sự thiền định, sự định tâm mà Đức Phật và các bậc thánh đã từng an trú, đã từng thể nhập ở trong đó. Đó là ý nghĩa, giá trị và lợi ích của sự tu tập 16 hơi thở. Và con sẽ chia sẻ đôi nét về 16 hơi thở. Cái này hơi dài. Khi nói về sự tu tập 16 hơi thở, đây là phần tinh tế, rất là tinh tế. Vừa rồi từ thứ tư đến thứ bảy con cũng có đi lên ngôi chùa ở Bảo Lộc và cũng có chia sẻ đôi nét về sự thực hành
những hơi thở đầu trong 16 hơi thở này. Thì thôi ở đây thì con sẽ chia sẻ để chúng ta hiểu 16 hơi thở trên ngôn ngữ của lý thuyết, chưa phải là thực hành, chưa phải là sự thể nhập trong 16 hơi thở này, vì thời gian chúng ta có hạn. Thì thứ nhất, trong sự thiền tập này, hãy ráng nhớ và học thuộc lòng những câu kinh thuộc về sự hướng dẫn của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, thở vô dài vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài, hay thở ra dài vì ấy tuệ tri, tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn, cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, với tâm thiền định, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, với tâm thiền định, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, quán từ bỏ, quán vô thường, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán vô thường, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, quán ly tham, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán ly tham, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra vì ấy tập, quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Như vậy, đó là sự thực tập 16 hơi thở mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta. Và 16 hơi thở này được gọi là thánh chánh định, là thiền định mà các bậc thánh thường hay thể nhập. Và Đức Phật vào trong mùa mưa, vào trong mùa an cư kiết hạ, Ngài thường an trú tâm trong 16 hơi thở này. Thì như vậy, chúng ta hãy nhìn lên bảng và thấy câu Thầy đã ghi lại, đó là ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Đây là mấu chốt đầu tiên của sự tu tập. Thấy đơn giản vậy đó, nhiều khi mà đọc kinh, mà đọc qua, mà không để ý cái này là chúng ta sẽ bị gọi là thắc mắc trước một vấn đề rằng ngồi thiền có nên mở mắt hay là nhắm mắt, đúng hay không? Và trong câu kinh này chúng ta thấy một chữ đặt niệm trước mặt. Thì điều đây có nghĩa là gì? Đặt niệm trước mặt có nghĩa là đặt sự nhớ biết ở trước mặt, đặt sự quán sát ở trước mặt. Để làm chi? Để làm chi? Để cho tâm chúng ta ở trong thực tại, tiếp xúc với thực tại, an trú với thực tại,
và thiền định trong thực tại chứ không phải là ở trong tưởng. Nếu mà chúng ta nhắm mắt trở lại, giờ thử nhắm mắt nè, nhắm mắt đi, thì có phải là bây giờ chúng ta đang thấy trước mắt mình hoặc là ánh sáng hoặc là bóng tối hoặc là cái cảnh đang ở trước mắt mình nó hiện trở lại không? Đúng không? Thì những cái hình ảnh hoặc là sáng hoặc là tối hoặc là cái cảnh trước mắt mình nó hiện trở lại trong nội tâm của mình, những hình ảnh này, những hình bóng này được gọi là tưởng. Chúng ta rõ không? Thì như vậy khi nhắm mắt lại như vậy, cái mà chúng ta đối diện lúc này chính là tưởng. Mà nếu chúng ta chưa thuần thục trí về ngũ uẩn thì chúng ta không biết đây là tưởng. Và đồng thời chúng ta làm thử lại lần nữa này, nhắm mắt lại đi, thì chúng ta thấy rõ ràng trước mắt mình nó có hình ảnh của sự sáng hoặc sự tối hoặc cảnh trước mặt mình hiện ra. Cái này gọi là tưởng. Và lúc này chúng ta có một sự rõ biết cái tưởng này, đang có sự rõ biết cái tưởng này, đang có sự biết cái tưởng đang ở trước mặt này. Thì sự rõ biết cái tưởng này gọi là gì? Gọi là gì? Dạ, đó gọi là ý thức. Thì như vậy khi chúng ta nhắm mắt trở lại là bây giờ trước mặt là tưởng và sự rõ biết cái tưởng đó là thức. Mà nếu chúng ta chưa thuần thục pháp thì chúng ta sẽ bị cái tưởng trước mắt chúng ta lôi cuốn. Rồi một tí xíu sau vô minh xuất hiện, chúng ta không phát hiện được thì chúng ta sẽ rơi vào trong vô minh, trong tâm si, trong hôn ám hoặc trong vọng tưởng khác chen vào. Thì như vậy đối với chúng ta, những vị nào còn tham sân si, còn vô minh, còn ngã mạn, còn tham ái thì thiền tập không nên nhắm mắt. Và chúng ta đã thấy rõ trong bài kinh về niệm xứ, hay là kinh nhập tức xuất tức niệm, hay là kinh Kim Mi La, và những bài kinh nói về 16 hơi thở, thì Đức Phật luôn luôn nói câu lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Hoặc có những bài kinh Đức Phật nói là an trú chánh niệm trước mặt. Thì khi nói đặt niệm trước mặt hay an trú chánh niệm trước mặt có nghĩa là như thế nào? Chúng ta nhìn phía trước nhẹ nhàng và giữ sự rõ biết ở trước mặt. Chúng ta rõ chỗ này ha, nhìn phía trước nhẹ nhàng và giữ sự rõ biết ở trước mặt. Để chi? Để cho ánh sáng bên ngoài phản chiếu vào trong nội tâm, để cho những trạng thái hôn trầm vô minh không sanh khởi và tấn công nội tâm của mình, để cho chúng ta có thể ngồi với thực tại, dùng sự hiện diện trước mặt, những cảnh sắc rõ ràng trước mặt làm sự kiểm soát độ tỉnh giác trong nội tâm của mình. Có nghĩa là khi trước mặt chúng ta đã trở nên lờ mờ, đã trở nên hơi nhập nhòe, đã trở nên không còn sáng tỏ nữa, thì điều đó có nghĩa là độ tỉnh giác trong tâm của chúng ta đã suy giảm, vô minh đã bắt đầu xuất hiện. Thì ngay thời điểm phát hiện được độ tỉnh giác của tâm đã suy giảm thì chúng ta cần phải chấn tĩnh lại thân tâm mình, hoặc là chúng ta nhìn lại cho rõ ràng phía trước, kiểm soát cảm thọ của đôi mắt, cảm thọ của cái đầu và cảm thọ của sự cảm giác cảnh trước mặt của mình. Khi kiểm tra như vậy, chúng ta chấn tĩnh trở lại để đẩy phá trạng thái hôn trầm đang sắp sửa sanh khởi. Đó là tác dụng của đặt niệm trước mặt. Tác dụng thứ hai đó là giúp chúng ta có thể an trú trong thực tại, sống với thực tại và thiền định với thực tại chứ không phải là thiền định ở trong tưởng. Tác dụng thứ ba của đặt niệm trước mặt đó là giúp chúng ta có khả năng phát hiện được vô minh, phát hiện được hôn trầm khi chúng vừa bắt đầu sanh khởi và có thể tẩy phá, đẩy phá, đẩy lùi, phá sạch được trạng thái vô minh và hôn trầm để cho mình không bị vô minh và hôn trầm sanh khởi. Đó là tác dụng thứ ba của việc đặt
niệm trước mặt. Và tác dụng thứ tư của đặt niệm trước mặt là giúp cho chúng ta nhận biết như thế nào là nhãn thức, và biết rằng khi mình an trú trong đặt niệm trước mặt, đó là mình đang an trú trong nhãn thức. Và thường xuyên kiểm soát nhãn thức, xem rằng trong khi nhãn thức có mặt thì có một tưởng nào xuất hiện trong tầm của nhãn thức hay không. Và ngay chỗ đó chúng ta sẽ tẩy khóa cái tưởng đó. Và đồng thời chúng ta sẽ biết chúng ta đang thiền tập hơi thở với tưởng hay là với thọ, với thực tại hay là với ảo tưởng của hơi thở. Thế nào là thiền với tưởng của hơi thở hay là với thọ của hơi thở? Nếu mà chúng ta đang ngồi mở mắt như vậy mà nhìn thấy hơi thở đang vào ra trước mặt như vậy, có vị nào nhìn thấy hơi thở vào ra trước mặt mình không? Có không? Không có hả? Giỏi quá. Nếu vị nào ngồi mà thấy hơi thở vào ra vậy nè, đó là sao? Hơi thở có nằm đây không? Hơi thở đâu có nằm đây. Nhưng mà nếu những vị mà đã quen mà ngồi thiền nhắm mắt á, thì là sao? Trước mắt vị này cứ thấy hơi thở như vậy nè, phải không? Thì khi thấy hơi thở như vậy nè, tất nhiên là hơi thở nằm trước mặt, trước mắt của mình. Mà hơi thở đâu có nằm ở đây, mà vị này cứ thấy nó vào ra, vào ra, vào ra. Đó là sao? Thiền với tưởng của hơi thở. À, chúng ta rõ ha. Và như thế nào là thiền với thọ của hơi thở? Tất nhiên là chúng ta ngồi mở mắt rõ ràng và nhớ rằng hơi thở ở lồng ngực, ở bụng chứ không có ở trước mặt. Thành ra chúng ta cảm thọ, cảm nhận về hơi thở trong tự thân của mình và biết rõ thọ hơi thở trong tự thân. Nếu trước mặt chúng ta mà xuất hiện những cái tưởng gì đó trước mặt của mình thì biết rằng trong tầm của nhãn thức này đã có tưởng xuất hiện, thì ngay chỗ này chấn tĩnh lại và đẩy phá cái tưởng này cho nó tan biến. À, chúng ta rõ ha. Như vậy như thế nào là thiền với tưởng của hơi thở và thiền với thọ của hơi thở? Như vậy sự đặt niệm trước mặt có rất nhiều lợi ích trong sự tu tập thiền định của chúng ta, giúp chúng ta có thể định tâm trong thực tại, định tâm trong thực tế chứ không phải là định trong tưởng hay là định trong ảo tưởng. Và sự rõ biết trước mặt được gọi là gì? Rõ biết người vật cảnh sắc trước mặt được gọi là gì? Nhãn thức. Trời ơi giỏi quá. Đây nhờ thầy chỉ dẫn rất là chu đáo và chúng ta biết nhãn thức thật là giỏi. Như vậy sự rõ biết tất cả cảnh sắc trước mặt của chúng ta, người vật trước mặt của chúng ta, đây gọi là nhãn thức. Nhưng khi nhìn xuống trong tầm khoảng 1 mét, giữ sự rõ biết trước mặt, chúng ta sẽ không nắm giữ bất cứ một điểm nào ở trước mặt, mà chỉ đơn thuần là sự nắm giữ sự rõ biết trước mặt thôi. Đồng thời chúng ta cho dù là nhìn xuống nhưng cái tầm của nhãn thức vẫn rộng ra, không để cho cái tầm nhãn thức nó chỉ hướng vào một cái chiều hướng ở trước mặt mà nó không rõ biết hai cái bên cạnh của mình. Chúng ta nhớ chỗ này hay không? Tuy là nhìn xuống nhưng cho cái tầm của nhãn thức rộng ra, chứ không để cái tầm của nhãn thức nhỏ hẹp chỉ có một cái đường thẳng ngay trước mặt mình thôi. Thì nếu mà chúng ta giữ cái nhãn thức nhỏ hẹp như vậy thì chúng ta sẽ dễ bị đi vào hôn trầm hồi nào mà không hay. Thành ra là tuy nhìn xuống mắt nhìn phía trước mặt nhưng giữ cho cái tầm của nhãn thức vẫn rộng cả về hai bên và còn rộng cả về hướng trên nữa, mặc dù chúng ta không ngước lên trên. Chúng ta nhớ chỗ này ha. Mặc dù không ngước lên trên nhưng giữ cho tầm nhãn thức rộng ra như vậy để chi? Đó được gọi là chúng ta thực hành trạng thái tâm rộng mở, tâm không nhỏ hẹp, tâm không ở trong một sự nhỏ hẹp của nội tâm.
Và với một cái trạng thái tâm rộng mở và chói sáng như vậy, chúng ta mới có khả năng đối diện với trạng thái hôn trầm, trạng thái vô minh trong nội tâm. Và chúng ta mới có khả năng đẩy phá tất cả những sự xuất hiện của hôn trầm. Đó là tác dụng của đặt niệm trước mặt và mở rộng nội tâm, làm cho trạng thái tâm rộng mở và chói sáng chứ không có lờ đờ. Nhớ nha, đừng có mở con mắt mà nhìn theo kiểu nheo 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 vậy hay nhìn nhíp 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 vậy, đừng nhìn vậy mà nhìn nhẹ nhàng, nhìn bình thường phía trước nhẹ nhàng, và tầm mắt rộng mở nhẹ nhàng thoải mái, không nắm giữ một điểm, không nhỏ nhặt trong tầm nhìn, thì như vậy chúng ta sẽ dễ phát hiện được hôn trầm, đẩy phá hôn trầm và tránh được một số sự sanh khởi của hôn trầm. Đó là tác dụng và lợi ích của đặt niệm trước mặt. Chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Như vậy lúc này là chúng ta chánh niệm quay về với hơi thở và bắt đầu tiếp theo. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Như vậy, vấn đề của hai bài tập đầu này chúng ta thấy là gì? Hai bài tập đầu này là chúng ta không tập làm cho hơi thở của mình là dài hay ngắn, không kéo dài hơi thở của mình là dài hay ngắn, mà chúng ta tập cái gì? Tập cái gì? Tập cái gì ở hai bài tập đầu này? Tập gì? Tuệ tri. Đúng rồi. Hai bài tập này là chúng ta chỉ thực tập tuệ tri đối với hơi thở, chứ không phải là chúng ta tập kéo dài hơi thở hay làm ngắn hơi thở. Chúng ta nhớ nha. Như vậy Đức Phật dạy rằng là bắt đầu quay về với hơi thở và chúng ta tập tuệ tri hơi thở, có nghĩa là chúng ta tập khám phá ra hơi thở, tập nhận biết hơi thở đang vào ra trong thân tâm của mình là dài hay ngắn, là thô hay tế. Dài là nó dài tới đâu, ngắn là nó ngắn tới đâu. Thô là nó đang thô như thế nào, tế là nó đang dịu như thế nào. Như vậy hai bài tập này là hai bài tập giúp chúng ta quay về với thực tại mà hơi thở đang có mặt trong tự thân của mình, giúp chúng ta nhận diện rõ ràng về sự có mặt của hơi thở và nó đang có mặt, đang tồn tại và đang hoạt động như thế nào, chứ chúng ta không có tác động vào trong đó. Đó là ý nghĩa của danh từ tuệ tri. Tuệ tri ở đây trong hai câu này có nghĩa là gì? Tiếp xúc với thực tại về hơi thở chứ không vẽ vời ảo tưởng về hơi thở. Chúng ta rõ chỗ này ha. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta xem lại đi, cảm giác trên thân tâm của mình, hơi thở trên thân tâm của mình bây giờ là dài hay ngắn? Mà dài thì dài tới đâu, ngắn thì ngắn tới đâu? Thì chúng ta xem lại hơi thở trong thân tâm chúng ta rằng là nó đang vào ra ở phía trên lồng ngực, hay tới tầm của lồng ngực, hay phía dưới lồng ngực, hay phía dưới của đan điền. Chúng ta phải tập rõ biết hơi thở đang vào ra của mình nó đang dài tới đâu trong cơ thể của mình. Đó là về dài hay ngắn. Về thô và tế đó là gì? Chúng ta xem lại sự động chuyển hơi thở trong chúng ta là nó đang động chuyển mạnh, hay là nó đang động chuyển nhẹ, hay là nó đang động chuyển một cách rất là im lìm, rất là vi tế. Đó là dài ngắn thô tế về hơi thở. Tiếp xúc với thực tại về hơi thở này để làm gì? Để làm gì? Bài tập này giúp chúng ta tiếp xúc với thực tại về hơi thở, và từ thực tại về hơi thở này
giúp chúng ta bắt đầu từ từ nhìn ra được thân tâm của mình, từ từ phát hiện ra được những động chuyển trong nội thân này, và rồi sự phát hiện những động chuyển trong sự tự thân này sẽ đưa đến sự phát hiện ra những động chuyển về nội tâm của mình. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì những sự động chuyển, những sự tiếp nhận, những sự thọ nhận ngoại cảnh vào trong tự thân mình nó sẽ biểu lộ như thế nào, nó sẽ tác động như thế nào thông qua sự động chuyển, sự thay đổi của hơi thở, sự động chuyển, sự thay đổi của các cảm giác. Như vậy, bài tập đầu tiên là bài tập giúp chúng ta bắt đầu quay về với tự thân mình, bắt đầu phát hiện ra những chuyển động đang thực tế có mặt trong tự thân mình. Và sự phát hiện ra những động chuyển này sẽ từ từ giúp chúng ta phát hiện ra những động chuyển về dục, về ái, về tham, về sân, về si, về bản ngã của mình, về thương ghét, về tật đố của mình đang động chuyển, đang có mặt và đang sanh khởi như thế nào trong tự thân của mình. Đó là tác động, là tác dụng của việc thực hành 16 hơi thở. Như vậy chúng ta rõ về tác dụng của sự nhận diện hơi thở rồi ha. Trả lời rất là thấu đáo, nhưng mà cho Phật tử thường hay hỏi cái câu hỏi kế tiếp là cư sĩ Trân Tín Toàn cho biết về kinh nghiệm của mình. Khi chúng ta thở, hơi thở số 1, thở số 2, hơi thở số 3, hơi thở số 4, tức là chia ra làm 4 phần: thân, thọ, tâm và pháp. Thì một cái hơi thở là mình thở bao lâu, nó như thế nào trong cái khoảng thời gian, ví dụ như mình tập hơi thở số 1, thở số 2, tập thuần thục mới qua hơi thở số 3, hay là tập lượt một 4 cái hơi thở đầu rồi tới thuần thục mới tập 4 hơi thở tiếp, theo kinh nghiệm như thế nào để có kết quả? Dạ, con cảm ơn Thầy. Thì trong cái sự tu tập này của chúng ta là bước đầu là chúng ta sẽ tập nhận diện hơi thở, phải khéo quan sát được nhận diện hơi thở, thể nhập được cảm giác về hơi thở. Trong bài tập này thì chúng ta phải thể nhập được những cảm giác về hơi thở, rồi sau đó từ đây là chúng ta bung ra để cảm giác toàn thân. Thì như vậy cái bước đầu tất nhiên là đi vào trong cái sự thực hành này là đầu tiên hết là thực hành về rõ biết hơi thở, cảm giác hơi thở, rồi sau đó cảm giác toàn thân. Và nếu muốn thì hành giả tiếp tục chuyển sang thực hành an tịnh thân hành, và sau đó hành giả có thể trú trên bài tập cảm giác toàn thân hoặc an tịnh thân hành để thực hiện những phép quán trong tứ niệm xứ, hoặc sau đó hành giả sẽ chuyển sang những bài tập tiếp theo. Nhưng căn bản của những hơi thở tiếp theo hoàn toàn an trú trên cảm giác toàn thân và rõ biết hơi thở. Điều này có nghĩa là gì? Trong thiền tập, bước đầu sau khi thực hành rõ biết hơi thở, cảm giác hơi thở, hành giả chuyển sang thực hành bung ra cái cảm giác hơi thở, chuyển sang thực hành cảm giác toàn thân. Và trong sự an trú cảm giác toàn thân, rõ biết hơi thở, tỉnh giác trước mặt, đây là những pháp căn bản để từ đây thực hành tất cả những pháp về sau. Con chia sẻ lại rằng là trong sự thực tập, ba pháp căn bản cũng như là trong thiền tập, gọi là thiền trong tịnh cũng như vậy, mà thiền trong động cũng như vậy. Tức là khi ngồi yên một chỗ để thiền tập, hoặc là khi đi đứng nằm ngồi trong các hoạt động, mà để có thể định tâm được trên thân và không bị tâm hướng ngoại lôi kéo, thì chúng ta luôn phải an trú trên cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân trong thiền tập, cảm giác toàn thân rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm, đây gọi là thế của kiền ba chân, giúp cho chúng ta định được trong thiền tập,
định được trong hoạt động, định được khi đi đứng nói cười, khi tiếp duyên xúc cảnh. Đó là sự an trú tâm trong ba pháp, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Đây là thế đứng của thiệt kiền ba chân, đây là thế trụ của tâm, làm cho tâm không dao động, làm cho tâm không hướng ngoại. Cảm giác toàn thân có nghĩa là tâm quay về trú trên thân, nhưng không phải chỉ trú trên thân một cách mê mờ, mà còn phải tỉnh giác trước mặt, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Tất nhiên là khi nói về thân thì phải cảm giác rõ ràng để định tâm trên đó. Bên ngoài thì rõ biết trước mặt, bên trong thì tỉnh táo trong nội tâm. Đây là ba pháp giúp cho tâm mình luôn trú trong thực tại một cách trong sáng và rõ ràng. Như vậy thì bước đầu đó chính là sự an trú trên ba pháp này. Thưa Thầy. Quý vị chắc cũng hiểu nhiều nhưng mà chưa có hiểu hết. Nhưng mà như vậy thì cái hơi thở thiền này chắc lại chia sẻ sơ sơ chút xíu nữa. Có nghĩa là quý vị tập từng cái hơi thở một để hiểu biết rõ cái ứng dụng của từng hơi thở. Hơi thở, hai hơi thở đầu là tuệ tri của cái gì mình đang có ở trong tâm và thân của mình. Rồi từ từ đi vào biết rõ toàn thân, biết rõ tâm như kiền ba chân thế này, biết rõ trước mặt, rồi rõ thân mình, rồi tâm của mình, như là nó xuyên suốt trong quá trình thiền tập của mình. Mình muốn an trú cái độ dài, độ ngắn, ví dụ trong một cái buổi thiền tập mà mình chỉ tập hai hơi thở thôi, cho đến khi thuần thục cũng được. Hoặc là chúng ta tập khoảng tiếng hồ đầu, tập thấy hai hơi thở thấy thuần thục, chúng ta sẽ chuyển qua hơi thở khác, vân vân. Cái đó là tùy vào cái kinh nghiệm mà truyền đạt của cái vị thầy cho mình và kinh nghiệm của tự thân. Vậy không biết có đúng không? Dạ thưa đúng, thì con giải thích một chút xíu chỗ này cho rõ để chúng ta khéo trú và tập được an trú luôn. Thứ nhất, cái khó của cảm giác toàn thân, nhưng mà hôm nay thì không tiện để hướng dẫn về cảm giác toàn thân. Con thưa lại chúng ta là cảm giác toàn thân là một pháp rất khó thể nhập, chứ không phải là dễ thể nhập. Tại vì nếu không hiểu rõ cảm giác toàn thân thì hoặc là chúng ta tưởng tượng toàn thân, hoặc là chúng ta rõ biết toàn thân, chứ không phải là chúng ta cảm giác toàn thân, hoặc là chúng ta cảm giác một phần, một chỗ nào đó của thân, chứ không phải là cảm giác toàn thân. Thành ra cảm giác toàn thân là một pháp rất khó thể nhập và phải có một sự gọi là thiện xảo chia sẻ hướng dẫn thì mới dễ thể nhập. Còn bằng không, nó cảm giác toàn thân chúng ta hỏi được không? Được. Nhưng mà khi hỏi sâu vào trong pháp hành thì mới vỡ lẽ ra, ồ, thì ra mình chỉ đang thực hành tưởng tượng toàn thân, hoặc là mình đang rõ biết toàn thân chứ không phải là cảm giác toàn thân. Thì con xin nhắc nhở như vậy để chúng ta kiểm soát lại rằng mình đang tập tưởng tượng toàn thân là thuộc về tưởng về thân, hay rõ biết toàn thân đó là thức về thân, hay cảm giác một phần của thân chứ chưa được cảm giác toàn thân, thì chúng ta phải kiểm tra lại để biết thật sự mình có thể nhập được pháp này hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi nói cái thế của kiền ba chân ở đây giúp cho tâm có một sự định tĩnh trong sáng rõ ràng là như thế nào? Thứ nhất, về mặt bên trong thân thì phải định tâm trên thân, tức là cảm giác toàn thân. Bên ngoài thì rõ biết trước mặt, trong tâm thì phải tỉnh giác. Như vậy, phía dưới thì phải cảm giác được thân, bên ngoài thì rõ biết trước mặt, trong tâm thì phải tỉnh giác. Đây được gọi là thế của kiền ba chân. Và với cái thế này, tâm định tĩnh rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng, và hành giả có thể định trong mọi trường hợp. Trời sập cũng có thể định được đó, nếu hành giả khéo an trú trong pháp này. Và khi khéo trong an trú trong pháp này thì hành giả sẽ dễ dàng thực hành hộ trì căn mà không thấy có một cái gì
mình phải gắng gượng, mình phải cố gắng, phải gọi là chế ngự thân tâm của mình. Vì lúc nào cũng có thể quay về nhẹ nhàng trên cảm giác toàn thân với hỷ lạc nhẹ nhẹ, miệng có thể mỉm cười một cách nhẹ nhàng, dù đang nói chuyện vẫn định được tâm, dù đang hoạt động vẫn khéo định được tâm, dù đang làm việc vẫn khéo định được tâm. Trong tất cả mọi hoạt động đều có thể khéo định được nội tâm của mình. Như vậy, con nhắc lại, đây là thế kiền ba chân trong, thì phải cảm nhận được thân để trú được tâm trên thân, để định tâm một cách rõ ràng, thực tại, chứ không phải trú trong một cái trạng thái tâm gọi là mông lung nào đó. Mà khi chúng ta có thể định tâm trên thân một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy trạng thái tâm định của mình là mạnh mẽ, vững chãi và trong sáng, chứ không phải là định một cách mông lung trong nội tâm. Như vậy, về thân phía dưới thì phải cảm giác được, bên ngoài thì nhãn thức phải trong sáng, và bên trong đầu, bên trong nội tâm thì phải tỉnh táo bên trong. Đó là thế của kiền ba chân. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ rất là nhiệt tình, gọi là hết mình, gọi là biết từ ngữ nào hết từ ngữ, nói chung là nhiệt tình cho chúng ta có cái buổi chiều hôm nay. Tuy là chưa có hết nhưng mà từ từ quý vị sẽ về để hỗ trợ cho các khóa sau của mình đó. Thì quý vị hãy search lên mạng internet đó, để là cư sĩ Trân Kính Toàn, đánh tên thôi, ở trong đó có những cái bài gì đó mình coi thêm nha. Cái thứ hai nữa, lên mạng internet nghe dùm thầy về kinh Trung Bộ tiếng Bali và kinh Tương Ưng Bộ, hai đó thôi. Rồi xem cô cư sĩ Trân Kính Toàn sẽ nói khoảng chừng một vài chục bài gì trên đó, và nhớ là kinh Trung Bộ tiếng Bali, hoặc là kinh Trung Bộ Nikaya, hoặc là kinh Tương Ưng Bộ, hai cái đó thôi. Còn có rảnh thời gian nữa là qua Tăng Chi Bộ để hỗ trợ cho các khóa sau. Nếu quý vị mà không hiểu nhiều, không có nghiên cứu nhiều đó, thầy chia sẻ cái nó hơi mệt, hiểu không? Còn dù tới đâu hiểu tới đó, tới đâu hiểu tới đó, mình nghiên cứu hỗ trợ hỗ tương qua lại thì nhẹ nhàng cho quý thầy quý cô truyền đạt, và mình thực hành tu tập cũng được tốt hơn. Nên đó là bữa nay mời cư sĩ Trân Kính Toàn là một trong những gọi là chuyên gia về kinh điển, một trong những vị có nghiên cứu và có thực hành về kinh điển Bali, tức là kinh điển Nikaya. Và mai mốt có duyên á thì có hai cái người bạn của thầy, ở một người ở Sri Lanka và một người ở Miến Điện, cái bản gì Myanmar, Miến Điện Myanmar, ổng rời đồi qua đây hoài thầy không cho, tại vì cái ổng đi qua đây cũng dạy, ông dạy toàn tiếng Anh không dạy tiếng Anh mà kêu người khác dịch không chịu, ông kêu thầy dịch nè ổng mới chịu. Là mà thầy dịch sợ, nói chung là tiếng Anh mình cũng giỏi quá đó, nên nhiều khi mình dịch mình cũng sợ. Nên bữa nào hổm gầy luyện, hổm gầy nghe mấy bài của thầy giảng mạng để mình luyện lại chút xíu, đừng mời hôm qua, chứ mời hôm qua ông đội là dịch nè, mà không phải dịch đây không, ông đi giảng chỗ khác đâu mà dịch nữa, nó ngặt ngặt chỗ đó đó, chứ phải chùa này không, thì thôi mình cũng dịch tới đi, không sao, cây nhà lá vườn, ông đội là dịch, ông mời ông nhận biết cuộc giảng vòng 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 mấy đạo tràng lớn, nhầm khi đạo tràng chuyên môn chuyên nghiệp chuyên trị tu người ta là sao. Rồi mình dịch, nhìn khi dịch có lấn cấn gì chút đỉnh, nhầm khi nó cũng không hay, chân chân, do đó mà chậm chút xíu. Nên các vị đó cũng về chuyên về kinh điển Nikaya, do đó mà mình kết hợp những vị mà chuyên về kinh điển Nikaya, những vị chuyên về các kinh điển gốc của Đức Phật, và có đối chiếu với kinh điển A Hàm và kinh điển Hán Tạng, thì chúng ta mới thấy được là cái chiều dài của kinh điển của Phật và sự phân hóa
giữa các sự hướng dẫn thiền tập nó như thế nào. Cái bức tranh đó không phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu, mà người phải dày dặn học nhiều, trồi lên sụp xuống rồi mới có thể ta nhìn ra được, phân biệt được. Rồi nhưng cái cuối cùng là gì? Là lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho mọi người thôi. Đức Phật nói là vì lòng bi mẫn nên các ngài mới truyền pháp, mới nói pháp. Nên cư sĩ bữa nay chắc cũng vì lòng bi mẫn không đến đây vào buổi chiều, vì lòng bi mẫn ngồi 3 tiếng hồ, mỏi lưng quá, khát nước quá, vân vân. Nhưng mà đối với thầy, thầy làm nông dân á, thầy quen này, đi qua Mỹ giảng 1 lần 6 tiếng, tức là 12 giờ trưa giảng tới 6 giờ chiều, 3 giờ chiều giảng 9 giờ tối, chỗ một ngồi chỗ một không nghỉ luôn. Thì có những nhà khoa học người ta nói là tại sao mình lại phản khoa học vậy, là tại vì không có thời gian, chứ không có thời gian á, nghỉ ngồi cái làm biếng dễ chân thôi, một lèo luôn mà về luôn mà, chứ nghỉ nha, xả hơi ngồi cái thôi thôi ai điện thoại cái về luôn. Do đó mà bữa nay về cơ bản là về hiểu về kinh điển của Nikaya, cũng như cơ bản về những cái vấn đề mà bước vào cái sự tu tập, từ cái thiền tập cho đến là lậu hoặc, cho đến tới là ngũ uẩn, vân vân. Chúng ta có một khái niệm. Nên cái mà ngày hôm nay nè, tức là cái MP3 ngày hôm nay đó, quý vị về nghe lại, nghe tới, nghe lui, lật qua, lật tới, lật lới, lật nuôi, nhồi chừng nào á mà nó thành bột thôi. Để làm chi? Để chúng ta có thêm cái phần kiến thức để tu tập. Rất là cảm ơn cư sĩ Trương Tính Toàn đã có một cái buổi chia sẻ. Và nếu có duyên á, mà lần sau hoặc là còn cô còn ở lại Việt Nam á, để mời cô tham dự một cái lần khác. Nên hoan hỷ. Thực ra là quý thầy thì cũng đang nghiên cứu, đang tu thôi à. Còn quý Phật tử đây cũng dễ thương lắm, cũng đang nghiên cứu, đang tu à. Tu tới đâu tính tới đó vậy đó. Trong hịch như phân dây, phân tới đâu tính tới đó, cố gắng phân cho nó trúng vậy thôi. Thầy cũng hiểu được chút chút nha, hiểu nhiều dạy nhiều mà. Nhưng là cũng là hết mình đó. Người ta hiểu 100, người ta dạy 10, mình hiểu 10, mình dạy 10 hết trơn à. Nên hiểu cũng chút chút vậy đó. Mà chút chút vậy nè mà quý vị gần đeo theo cũng mệt này. Phải không? Còn nhầm khi cư sĩ chân đến toàn hiểu nhiều nhưng phía đeo cũng còn mệt hơn đó. Nên rất là cảm ơn cư sĩ chân Tính Toàn đến đây này, xin hồi hướng phước báo công đức cho gia đình luôn được bình an và trên đường tu được viên mãn. Và xin hồi hướng công đức này cho của quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, và tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật ca.